Hay chưa làm không? Chúng con cung kính đảnh lễ hòa thượng cũng như chư đức có mặt trong room. Kính chào tất cả quý vị Phật tử cũng như khán thính giả gần xa. Hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2022, cũng chính là ngày mùng 3 Tết năm Nhâm Dần. Cho con được phép thay mặt ban tổ chức kính gửi lời chúc Tết đến chư tôn đức. Vô được chưa? Dạ, giờ con vô nè, chữ Phật Pháp với qua hết hả sư phụ? Phật Pháp với qua hết hả? 8122 phải không sư phụ? 8122 3594246 không sư phụ? Rồi, rồi, Phật Pháp quốc là Phật Pháp 21 đó, với cái hoa lưng. Dạ, 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 rồi, giờ con vô. Dạ, dạ, kính bạch hòa thượng, đầu năm mới thì chúng con xin kính chúc hòa thượng Pháp Thể Kinh An tâm bi lan tỏa, đèn tỏa rạng soi, hòa thượng mãi là bóng tùng trên mắt thế gian. Và chúng con xin cũng xin kính chúc quý vị Phật tử một năm mới bình an, sức khỏe vô lượng kiết tường. Và sau đây thì cho chúng con xin được đôi nét giới thiệu hòa thượng đến với đại chúng. Kính thưa đại chúng, hòa thượng giảng sư cho buổi pháp thoại cũng như là trao đổi Phật Pháp tối hôm nay của chúng ta là Hòa Thượng Thượng Đổng Hạ Tuyên. Hòa Thượng sinh năm Ất Dậu tại làng Văn Sơn, quận Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận, Phan Rang. Hòa Thượng thọ giới Sa Di năm 1962 do Hòa Thượng Tôn Thắng làm đàn đầu. Giữa năm 1966, Hòa Thượng được nhập chúng vào Phật Học Viện Hải Đức, phần Trung Nha Trang. Nơi đây Hòa Thượng học xong hai chương trình nội điển và ngôn ngữ Hán, Anh, Pháp. Sau khi đậu tú tài phần 1 năm 1970, Hòa Thượng được đưa vào Phật Học Viện Giác Nguyên, Bến Vân Đồn, quận 4 Sài Gòn để tiếp tục học xong chương trình trung học. Năm 1971, Hòa Thượng đậu tú tài phần 2. Năm 1974, Hòa Thượng được đưa về chùa Quảng Hương, Già Lam, Gò Vấp. Hòa Thượng ở đây 23 năm ròng, vừa học làm Phật sự. Năm 1997, duyên đã đến, Hòa Thượng đi du học tại Ấn Độ theo phong trào Tăng Ni Đại học Vạn Hạnh dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Minh Châu. 6 năm liền nơi đất Phật, Hòa Thượng học chuyên ngành ngôn ngữ Pali, Sanskrit và Lục Tạng tại Đại học Delhi cũng như Đại học Mahaga. Magat, Magat. Dạ. Magat, đọc là Magat. Magat, dạ. Tốt nghiệp văn bằng tiến sĩ năm 2003, Hòa Thượng trở về Việt Nam, giờ giúp ngành giáo học cho Tăng Ni và Phật Thử. Cuối năm 2003, Hòa Thượng được Hòa Thượng Thượng Nguyên Hạ Đạt bảo lãnh sang Hoa Kỳ để giảng dạy cho Tăng Ni tu viện Liễu Quán, San Diego. Từ đó đến nay, Hòa Thượng sống và sinh hoạt trong gia đình Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ. Hiện tại, Hòa Thượng giữ chức vụ hai nhiệm kỳ, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ. Và kính bạch Hòa Thượng cũng như đại chúng, con là Phật tử Quảng Huệ đến từ Đức Quốc. Cuối xin Hòa Thượng dẫn dắt chúng con niệm Phật để bắt đầu buổi pháp thoại về đề tài giới, thọ giới cũng như tu giới ngày hôm nay. Kính xin Hòa Thượng khởi niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy chúng biết rồi, bây giờ thầy hỏi một câu, chương trình mình giảng mấy tiếng vậy? Dạ, A Di Đà Phật. Thì theo chương trình thì khoảng hơn 1 tiếng tới 90 phút thưa Hòa Thượng. Bây giờ thầy giảng rồi, sau đó thầy giảng rồi mình đặt câu hỏi luôn nha, còn 1 tiếng rưỡi được không?
Dạ mô Phật, dạ hay gì là Phật. À, giờ tốt rồi nè, bắt đầu giảng. Đó đề tài là hôm nay thầy giảng cái đề tài là như thầy anh Tấn đề nghị đó trong bài đó. Chờ cái này lấy cái đi đà Phật rồi. Đó, bây giờ giảng đề tài thầy nói đó, đề tài là giảng tổng quát là giới mà gọi là tam vô lậu học, trong đó có giới. Mà bất cứ theo thầy nghĩ đó, bất cứ tăng ni hay Phật tử đó, tăng ni Phật tử mà không không nghe được cái giới, không học được giới, không tu tập được giới đó, thì chắc chắn á, sẽ vào đường ma lối hiểm thôi. Do vậy mà mới truyền miên sanh tử luân hồi. Đó thầy nhắc lại như thế, là bất cứ tăng ni cũng vậy, Phật tử cũng vậy, mà không nghe, mà không biết, không học hỏi, không thực tập đó, tam vô lậu học đó, thì chắc chắn sẽ sa vào đường ma lối quỷ. Do vậy mà truyền miên trong sanh tử luân hồi. Thì hỏi tam vô lậu học là gì? Đó, tam vô lậu học gồm có là giới nè, định và tuệ. Đó thầy nhớ, tam vô lậu học gồm có giới, định và tuệ. Giờ thầy vẽ cái biểu đồ như thế này, quý vị thấy không? Đó, vẽ cái hình tam giác đây, có vòng tròn đó, thấy không? Thấy không? Tam vô lậu học có nghĩa là cái biểu tượng, thứ nhất là thầy giải thích biểu tượng tam vô lậu học có hình tam giác đều. Giới này, giới định là nền tảng của tuệ, mà giới tuệ là nền tảng của định, mà định tuệ là nền của giới, có nghĩa là mình nói bằng ngôn ngữ á, thì nó giới định tuệ nó riêng biệt thật sự. Mà trong giới nó có định có tuệ. Tại sao vậy? Giờ mình thấy rõ ràng tình thương đó phải có tuệ mới thấy được sự sống đó, sự sống là cũng cần thiết nên phải còn giữ gìn, mà phải định tâm nó mới làm giữ giới được. Giới định là có gì, có nghĩa là phải có tuệ mới định được, phải có ngồi thân có đạo đức mới định được. Nó tóm lại là tuệ đó, trong định đó, trong định thì phải có giới và có tuệ, mà trong tuệ là cũng có giới và định, nghĩa là nói một ngôn ngữ nói riêng riêng biệt ra, thật sự mà hai cái đó, ba cái là một trong đó. Bởi vì mình thấy đó, thì mình thấy rõ ràng cái biểu tượng như thế, mà cái vòng tròn có nghĩa là cái chu vi của nó là giới định luôn luôn ở trong mình luôn, không có. Nếu mà cái vòng tròn nó không có thì cái chu vi nó không hoàn thành, mà không hoàn thành thì tu tập nó không có được gì cả. Đó thì vòng tròn là biểu tượng, ý nghĩa là không có phân ly gì cả. Nếu không có giới thì chắc chắn là không có định có tuệ, mà nếu không có định thì không có giới, không có tuệ, mà nếu không có tuệ thì chắc chắn không có giới, không có định. Nó một cách tóm, nó một cách tóm tắt là trong giới định tuệ đều có như nhau. Mình nói về ngôn ngữ học mình nói riêng biệt, nhưng mà thật sự nó là trong giới nó tính định có tuệ. Đó là cái định nghĩa mà muôn thuở như thế. Nhờ mình thấy ai hỏi nó, thầy hỏi con, thầy hỏi cái gì như thế này nè. Đời xưa đó cũng cần đạo đức, đời nay cũng cần đạo đức. Nói về 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 về, về thời gian á, mai sau cũng cần đạo đức, nói là quá khứ cũng cần đạo đức, hiện tại cũng cần đạo đức, mà tương lai cũng cần đạo đức. Cái gì là nền tảng đạo đức của nhân loại? Đó, thật sự mình may mắn quý vị nghe, mình là người con Phật, là mình hiểu được cái năm giới cấm đó là nền tảng đạo đức của nhân loại, quý vị nghe. Nên nhớ điều này nè. Nếu xuyên qua nói biết cái ngoài lề một chút, có nghĩa là bây giờ ở Đại đồng Liên Quốc ta quyết biểu quyết đó, có cái tôn giáo nào được làm tại tại Liên Quốc không? Không, chỉ có duy nhất là tôn giáo Phật giáo, lấy Phật giáo làm nền tảng đó. Thế thôi, mỗi năm ngày mà thường thường nó làm không có đúng là may ngày 15 là làm thôi. Thật sự mình sau cái tín đồ á, mình không bằng Thiên Chúa giáo, cũng không bằng Hồi giáo. Nói về mà giàu có mình cũng Phật giáo cũng dần, mà tại sao mình được cái địa vị đó? Thật sự là Liên Quốc thì dĩ nhiên là thấy rồi, một trăm mấy chục nước ta biểu quyết như thế, thật sự mình cái hãnh diện của mình là người con Phật. Vì sao? Nó có cái nền tảng đạo đức của nhân loại ở trong đó. Đời xưa cũng cần, đời nay cũng cần, mãi sau cũng cần. Mà đạo đức của nhân loại là gì? Năm yếu tố cơ bản nhất. Đó. Năm yếu tố đó là phải có cái tình yêu thương cả. Tình yêu thương là không giết người hay không giết người cũng hay và hai vật là vậy. Không nói tình, còn ngoài cái tình yêu thương đó là phải thương yêu nữa. Là mình là người Phật tử phải biết ăn chay. Không biết ăn chay không phải là người Phật tử. Đó, nhớ đó quý vị nha, bữa nay dù Tết rồi ăn quá trời ở đất thì cũng được. Thầy nhắc lại là
Đầu tiên là phải có tình yêu thương, mà yêu thương là phải biết ăn chay, phải biết phóng sanh làm phước. Mà còn đời người Phật tử mà không biết một tháng mà không biết ăn chay hai, tối thiểu cũng hai lần, mà không biết ăn chay ngày nào, ngày không ngày ngày nào, thì hỏi tình thương là cái gì nữa, làm sao tu tập được? Nó thiếu tình thương đi. Đó là gió mình thấy rõ ràng là cơ bản nhất. Thứ hai nữa là phải biết thanh bạch. Thứ nhất là mình đã phải làm, cần mình thấy làm công lao của mình đã làm thì mình bắt, thì rõ ràng mình cũng buồn phiền, mình cũng nghĩ từ cái suy luận đó mình ra, mình trộm cướp người khác, có người có buồn phiền không? Từ cách nào đức cũng có, mình tham lam không có, nó bao giờ mình cũng được này, nhất là cũng được sát sanh, hai là cũng được thời gian là tham là trộm là cắp này, cái đạo đức mình nằm ở trên đó. Thứ ba đó là tà hạnh, ai cũng cần hạnh phúc cả, mà bởi vì mình đây người này người kia thật sự là không phải là người Phật tử đó, ngồi làm sự trong sạch. Thứ tư nữa là không được nói chữ này bới này, nó thô nó tục này, nó lường nó gạt, thật sự không phải là người Phật tử, phải không? Rồi con còn xì ke ma túy uống rượu bạc cờ bạc, thật sự không phải là người Phật tử, đời sống đâu có hạnh phúc. Muốn có đời sống hạnh phúc thì thật sự phải theo thầy, đúng là cái tuyệt vời của đạo Phật là năm điều giới cấm cho hàng Phật tử tại gia. Chắc chắn có người hỏi chứ bây giờ muốn trở thành người Phật tử như thế nào, trên lý thuyết đó thì ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật có nói 11 chữ đó, thầy nhắc lại, trong kinh Đại Bát Niết Bàn có nói 11 chữ không tiền khoáng hậu, nghĩa là trước Đức Phật không ai nói được, mà sau khi Đức Phật nói rồi không ai nói được theo. Đó là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có tôn giáo không, có một giáo chủ nào nói hùng hồn như thế, mà tám chữ là, có 18 chữ mà trước đó Đức Phật không ai nói được cả, mà sau khi Đức Phật không ai nói được cả, mà Đức Phật chứng minh được rồi là ai cũng thể thành Phật cả. Nhưng mà mình nói về lý là vậy, nói về sự á thì phải làm lễ phát nguyện trước Phật, trước Tam Bảo, con phát nguyện giữ gìn năm giới cấm. Thầy nói lý là vậy, nhưng mà sự phải có, vì luật mà. Nhưng có người sẽ đặt câu hỏi như thế này nè, những người không Thiên Chúa giáo đó, không có làm lễ quy Tam Bảo, có hai cái lễ quý vị nhớ nha. Lễ đầu tiên đó là phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đó. Mà thường thường tiếng Bali nó là Budang Sarang Gacchami đó, Thamang Sarang Gacchami, Sangang Sarang Gacchami, có nguyện suốt đời cũng theo Phật, suốt đời theo Pháp, theo Tăng. Đó. Đó, nhưng mình tự quy Phật nó có nghĩa là vậy, mà điều tự dịch nó đệt qua tiếng từ tiếng Bali, tiếng Sanskrit đó là vậy. Đó, mình theo Phật thì có người theo người thầy nghĩ rằng đó, những người Thiên Chúa giáo đó nó có thể giữ gìn năm giới cấm nhưng mà không thể quy y Tam Bảo. Rõ ràng chắc chắn nó phải dừng, đạo đức cũng có nhưng mà phải nó theo mình giới cấm này, nó bên đó nó khó khăn, nhưng mà bắt buộc phải theo, nó là Thiên Chúa giáo hay gì ngoại đạo mình bắt buộc quy y Tam Bảo thì chắc chắn họ không có làm việc đó. Nhưng mà họ gì gì năm giới cấm được, năm giới cấm là nền tảng phổ quát của loài người, nên làm việc đó ai làm cũng tốt cả. Nhưng mà muốn trở thành người Phật tử là phải quy y Tam Bảo trước đã, rồi sau mới thở gì giữ gìn năm giới cấm. Thì quý vị sẽ hỏi, nhưng mấy người đó có thành Phật được không? Tôi chắc chắn là thành Phật mà lâu thôi, mình quy Tam Bảo, mình giữ gìn năm cấm, thì giữ gìn năm giới cấm thì mình sẽ thành Phật, sẽ thành Phật sớm thôi, mình phải tu tập lên. Đó, mà giờ mà nếu mà không có thầy nhắc lại là cơ bản nhất là giới định tuệ đó, nên nhớ là cơ bản nhất, ở đâu cũng vậy cả, thời nào cũng vậy cả, phải học cái đó, phải từ Phật bằng. Đó là nền cơ bản nhất của giáo lý mà. Mà nếu không có thì không phải là đạo Phật. Nhắc lại, nếu không có là đạo Phật, không có tình yêu thương, không có sự trong sạch, không có sự mà thanh khiết thì không phải làm thành, không thể làm thành Phật đó. Thì bây giờ muốn giữ gìn đó, muốn giữ gìn giới như thế nào đó, có nghĩa là thầy nhắc lại ở trong kinh Phật dạy đó, nhờ giữ giới đó mà sáu căn đó, nhãn này, nhĩ này, tỷ này, thiệt thân ý được bị thu thúc lại. Đó là bị mình nghĩ, mình thấy rõ ràng bây giờ mình là người Phật tử đi, mình không có gian tham trộm cắp, mình nhờ giữ giới nó thu thúc lại. Mà như cái hậu quả của sự mà gian tham trộm cắp thì vô vàng lắm, hay là hậu quả của sự tham sân si nó vô vàng lắm. Vì giận hờn thì thật sự là không có đi đến đâu cả, mà đau khổ ngay hiện tại này chứ không phải cần đâu sâu xa cả. Đó. Nhờ thu túc như thế đó, mình thấy rõ ràng nhờ thu túc mà cũng nên, khi mình giữ giới được đó, đời sống mình khinh an nhẹ nhàng. Tại sao vậy? Mình không có gian tham trộm cắp, không giết người thì nghĩ, nhưng mình đời sống nó khinh an nhẹ nhàng rồi, chứ đâu có cần gì xa xôi hết.
nó cầu mong Tết, cầu mong thầy hạnh phúc, cầu mong thế nọ kia, mà những người đi giết heo giết bò rồi ăn thịt nhậu nhẹt thì tôi hỏi làm sao có khinh an được, làm sao nhẹ nhàng được, làm sao khinh an nhẹ nhàng được. Nên khi mà nó nhờ nó như vậy mà làm sao mình cái tâm mình nó dao động quá đi, nay đồ này nay đồ kia thế nọ thế kia, đòi hỏi đủ thứ như thế thì hỏi chứ làm sao mà mình tu tập được. Nên bởi vậy nhờ giới đó gọi là mình cái tâm mình không dao động, mà tâm không dao động á, thứ nhất mình được khinh an cả, mình không mong cầu gì cả. Các vị ở đây cũng các vị mới có mong bầu giàu như Bill Gates cũng không thể được. Mình là người Phật tử mong cầu như Bill Gates giàu làm đâu giàu được, mình làm gì đâu giàu. Nên mình không có mong cầu chuyện đó. Do mình không mong cầu mình mới ăn lạc, chứ không được chứ đập ngược đập rồi chờ thấy ta giàu có ta đi xe mà xin đi ta đi xe sang rồi mình cũng có, mình đi xe này mình buồn, mình đi xe bếp cũng buồn, đi xe lửa cũng buồn, đi xe gì cũng buồn cả, thì không phải. Mình phải an phận mình thế. Từ cái chỗ mà mình khinh an á, mình không mong cầu, mình không mong cầu á mình mới ăn lạc, mà không ăn lạc á mình ăn lạc á mới được giải thoát. Nên nhớ chuyện đó nha. Cái bốn cái tiêu chuẩn cần làm thân mình nhờ giữ gió đó, mình nên khinh an, khinh an trong tâm, trong thân thể. Rồi mình không mong cầu, không có mong cầu giàu có, không mong cầu làm gì cho đẹp, không mong cầu gì cả. Rồi mình mới ăn lạc được, giấc ngủ thực nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là giải thoát chính vô chỗ đó. Chứ ở đâu bây giờ cả. Mình ngủ giấc ngủ không có mơ mộng, không có thấy sợ gì cả. Thì đó là rồi đó là mình từ đó mình thấy gì, nhờ gió đó mình thấy gì nữa. Không đến mà cũng không có đi gì cả. Không sanh mà cũng không tử. Có nghĩa là mình cứ đang giải thoát cái cảnh đời này rồi thôi, còn sanh tử luân hồi nữa. Mình vào đó mình nguyện vào đời độ sanh. Đó, cái tình nguyện đó là khác. Còn mình bị nghiệp ngã, mình vào đời đó mình gian tham trộm cắp, mình vào đời nó bị thế nọ thế kia là nghiệp báo. Còn mình nguyện như chư vị Bồ Tát là vào đời độ sanh. Đó là cái hai cái tình cảnh khác nhau. Khi mà không đến, không đi, không tham, không sân, không si gì đó, thì mình vào sanh tử như nhau. Mình ở cõi ta bà cũng như ở cõi tịnh độ cũng như nhau cả. Theo thầy thì không có cần cõi sanh tịnh độ cả. Mình khinh an rồi, an lạc rồi, ở chỗ nào cũng được. Mà còn tịnh nguyện đó nó vào địa ngục, như ngài Địa Tạng thấy không? Ngài nguyện vào địa ngục, ngài cũng thấy hạnh phúc chứ đâu phải. Nên bởi vậy mình thấy đó, vô địa ngục có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất á là bị tội. Điều kiện thứ hai nó là tự tại. Mình ở đây vậy, khi mình được giữ giới rồi đó, mình nguyện vào quả ta bà độ sanh, chắc chắn phải có cái nguyện đó. Mà người Phật tử mà không có phát nguyện độ sanh không phải là người Phật tử. Nên khi mình thấy không, khi mà mình lại sám hối là ngã kim phát tâm đó, hôm nay phát tâm là bất vị làm gì bất tự cầu nhân là thiên là phước báo. Cái phước báo nhân thiên không nghĩa là gì cả, mà thanh đến nỗi thanh văn duyên giác Bồ Tát cũng không nghĩa là cả. Mà vì qua tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm mà nguyện cùng tất cả mọi người đều thành Phật. À, đúng là tinh thần của Đại Thừa, nhờ giữ giới, nhờ giữ giới mới có tấm lòng từ bi, nhờ từ giới mới có tấm lòng hiểu biết, mà nhờ giữ giới mới có thương yêu đồng loại cả. Chứ không phải mình cầu người này được nhờ giải thoát, người kia nó tao ghét con mẹ nó, tao cho nó xuống địa ngục luôn. Cho nó được mà cho, không ai cho địa ngục mà không ai cho lên tịnh độ cả. Có nghiệp báo là có. Nhưng mình là người học Phật, người tu Phật thì thấy cái năng lực của mình, thấy cái sự tu tập mình hồi hướng thì có cái giáo dục là cái đó. Đó mình thấy này. Ngã thầy đọc lại này. Ngã kim phát tâm hôm nay đó, con đến bên đại Phật ngã kim phát tâm bất vị tự cầu, không có tự mình cứ cầu nhân thiên phước báo, cũng phải làm Bill Gates, không phải làm chữ tiên cho đẹp. Nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác cũng bỏ luôn. Nãy chí quyền thừa chư vị Bồ Tát như nhà ngài Địa Tạng ngày qua cũng bỏ luôn. Duy tối thường thừa phát Bồ Đề Tâm thôi, đó là thành Phật thôi. Nguyện giữ pháp giới, cái câu này quan trọng nhất là nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc a nậu đa la tam biểu tam bồ đề, có nghĩa là nguyện tất cả mọi loài con heo con chó con mèo con chuột con người ác thành Phật cả. Đó là bản nguyện của mình. Mà nếu nào mà không chối thành Phật được á, nó bị luân hồi sanh tử, thì mình lấy cái tâm từ bi mình vào cái tam đồ lục đạo mọi độ sanh. Đó cái tinh thần của Bồ Tát là nó là như vậy. Mình nhờ giữ giới mà thấy cái tinh thần Bồ Tát nó như vậy. Như khi mà quý vị thấy đó, bất cứ vị tỳ kheo nào đó mà khi chứng quả đừng nói câu này cả đó, thầy nhắc lại ở trong kinh đó, bất cứ tỳ kheo hay là một ni nào đó khi chứng quả thì nó có sanh tử đã tận, sanh tử là mình đã hết rồi, phạm hạnh đã thành, cái mình đời sống một đời sống này rồi phạm hạnh đã thành rồi. Những việc gì đáng làm nhớ là
Việc gì đang làm đã làm, những đang làm đã làm rồi, chắc chắn rồi mình là người tu nó vô số việc phải làm nữa. Vô số việc phải đổ, số việc mà vô số là việc đổ sanh. Đổ sanh ở địa ngục này, đổ sanh ở ngạ quỷ này, rồi đổ sanh súc sanh này, đổ sanh ở loài người này, đổ sanh loài chư thiên này. Nó vô số việc phải làm, chứ không phải tụng kinh lại Phật là không là thôi đâu, mình vô số việc phải làm. Nhiều cái mình là người Phật tử với hai cái vai gánh vác cả cái tam thiên đại thiên thế giới, vô số thế giới chúng sanh nó khổ như thế, mình phải làm nó. Cơ là không còn tái sanh trong đời trắng, sống luân hồi sanh tử này nữa, đó là lý do vậy. Nhưng mà mình phải vào đời đổ sanh chứ. Đó, giả dụ như ngài anh đang con thấy quý vị thấy không, ngũ trược ác thế mà thề tiên nhập như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất cứ thử thủ nữa hoàn, bất cứ ai mà chưa thành Phật thì con nguyện vào đầu đổ sanh. Nhưng ngài Địa Tạng cũng phát nguyện như thế. Ngài Địa Tạng nói chúng sanh độ tận phương chứng địa bồ đề, địa ngục vị không thề bất thành Phật. Ngài phải thấy hỏi với ngài đi, rồi ngài vô địa ngục ngài có hạnh phúc không? Thầy nói còn vô hạnh phúc nữa. Mình giờ vô địa ngục mình có hạnh phúc không? Mình chưa giữ được gì thì mình chưa có tu giới, tu định, tu tuệ, vô địa ngục trời rồi nó đốt có thiêu nóng bất chết này, lên ra sùm trời đất. Nó bởi vậy mình cái tâm nó tự tại là do sự tu tập tự tại, mà do sự tu tập tự tại nên luân hồi sanh tử không có là gì cả. Mình có thể như các vị Bồ Tát có thể làm mèo, làm heo, làm chó, làm chuột, làm bất cứ làm gì mà lo la quần sanh là được. Nhưng thầy nghĩ đó, thầy thấy đó, bây giờ thầy hỏi quý vị đó, hạnh phúc cao cả nhất đầu mình là cái gì? Thầy nhắc lại là hạnh phúc cao cả nhất đầu mình là làm cái gì? Có nghĩa là làm người hạnh phúc ở đây và bây giờ, phải không? Ví dụ thầy đứng nghèo đó như thế này, thầy khổ sở như thế này, thầy cần cái áo ấm đó. Mà quý vị hai ba cái ấm không cho thầy một cái, thì nó đến ba thầy cho, chứ khi mai rồi quý vị đã gặp thầy làm cho. Mà thầy tối nay thầy lạnh thì run mất chết rồi, thầy chết rồi sao? Nên cái gì mình làm được cái gì cho ai đó, nên mình làm. Nhớ đó, mình làm được gì cho ai mình làm. Qua đâu đó. Mình nhớ như nghe, phải mình làm hạnh, thầy nhắc lại, hạnh phúc cao cả nhất đời mình đó, là làm người khác hạnh phúc ở đây và bây giờ. Làm bất cứ việc gì cũng được. Cho một miếng cơm, cho một miếng áo, cho một miếng ổ bánh mì, cho một cái áo ấm, cho một viên thuốc chẳng hạn, gì nghĩa là hạnh phúc rồi, cao cả nhất rồi. Nhớ gì đó thôi đó mà làm không nổi quý vị nghe, không có đâu cần gì sai xui cả. Tụng kinh lạy Phật là lợi cho chính mình là lợi cho người khác đó. Thầy nói là bất cứ vị Bồ Tát, bất cứ nào thời kỳ tạc Phật tại thế đó, bất cứ vị thanh văn nào đó là chấm dứt sanh tử đều cũng nói tới bốn câu này cả. Sanh tử đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc gì đáng làm đã làm, không còn tái sanh trong đời này nữa. Đó là diệt trừ được tham, diệt trừ được sân, diệt trừ được si, mà gió là nền tảng cơ bản nhất. Thầy nhắc lại, gió là nền tảng cơ bản nhất của đạo Phật. Mà đạo Phật không có gió thì thật sự không phải là đạo Phật. Đạo Phật không có không ăn chay không phải là đạo Phật. Mấy sư năm tông thường thường lý luận đến hồi Phật còn tại thế đâu có ăn chay, nó là sai. Vì thầy ở Ấn Độ thầy thấy đó, sư nó nghèo quá đi. Mình nói đang mà thường thường thầy ở Ấn Độ thấy hầu hết là người Ấn Độ ăn chay cả. Tới 90% là người Hindu là ăn chay, đạo Sikh cũng là ăn chay, trừ đạo hồi với thiên giáo không, thiên giáo ăn chay mấy bữa, còn đạo hồi thì không có ăn chay. Nhưng đạo Phật rõ ràng cơ bản ăn chay vì tình yêu thương đó. Mà con chó nó có cha mẹ không? Có. Con chim nó có cha mẹ không? Có. Con gà nó có cha mẹ không? Có. Con rắn cũng có cha mẹ, con vịt cũng có cha mẹ cả, cái nào cũng có cha mẹ cả, có sự yêu thương cả. Đó, bây giờ thầy thấy, thầy nghiên cứu thầy thấy đó. Đặc biệt là con ngỗng đó quý vị nghe, thầy nghiên cứu về con ngỗng thầy thấy đó. Con ngỗng nó có cái tình yêu thương đặc biệt lắm. Nó còn nhiều khi nó còn hơn, nhưng nhiều khi mình nói hao quá, mình nói nhiều khi ông thầy nói hao quá, chứ nhiều con ngỗng nó có năm cái tánh đặc biệt loài súc sanh đó. Thứ nhất á là nó ăn chay trường á. Nên nhớ nha, ngỗng ăn chay trường, quý vị nghe, ăn cỏ thôi nha, rong rêu chứ không phải ăn gì đó nha. Đó là đặc biệt của người của ngỗng. Thứ hai đó, thứ hai đó là nó chung thủy. Mặc dù nó là súc sanh nhưng mà chung thủy, nó có vợ, nó có vợ có chồng có không? Có. Nhưng mà vợ mất á thì ở chồng ở vậy suốt đời chứ không có lẹo tẹo ai nữa. Mà chồng mất là vợ cũng ở vậy thôi. Đó là đặc tính thứ hai là con ngỗng là chung thủy. Đặc tính thứ ba đó, con ngỗng đó nó thương con luôn đó. Chắc chắn ai cũng thương con cả.
Đó, mà giả dụ mình mà thương con, mà con mình đây mà thương con, mà con nó hấp hủi mình, nó nạt nộ mình, nó mày ra khỏi nhà tao đi, giận hờn thế con ngỗng không đó. Thương con nó lắm. Bởi vậy khi mà con ngỗng đẻ ra đó, ai mà mua tấn ngỗng phải mua liền, chứ còn không mình nó cứ ninh, nó lên cảm, cái ông chủ nó bán ngỗng đó, tối này nó cắn con chết hết trơn, nó không để người nào bắt con nó đi cả. Thương yêu con đến thế. Mà thứ ba nữa, thứ tư nữa, thứ năm nữa, cái là con ngỗng linh thiêng lắm. Hồi xưa đó ở Việt Nam mình nói là chỗ nào đất đất mà đất cứng đó thì nuôi ngỗng nó êm. Đất cứng có nghĩa là đất khó ở, như theo thông phong tục mình nói là có tà ma ngã quỷ gì đó phá phát ra thì mình nuôi ngỗng nó êm lắm. Đó đó đó, mà mình lông ngỗng á, mình nếu mình chỗ nào mà khó ở đó, mình lấy lông ngỗng mình cắm vô nhà nó cũng yên. Nó là vậy. Cái thứ đặc tính của nó, cái cuối cùng của nó là gì? Nó không có la bậy. Con chó nó la bậy có không? Nhiều khi con chó nó như ai xẹt 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 nó cũng sủa bậy. Chỉ còn ngỗng á là nó thấy là mới la, thấy người lạ nó mới ra, nó quét, nó la, nó hét để chủ biết thôi. Đó, con ngỗng nó nhiều đó thôi, nó đặc tính thật sự là, thật sự theo thầy con ngỗng có năm cái đặc tính thật sự là cao quý. Đang ca tụng, thứ nhất là ăn chay trường, thứ hai là chung thủy, thứ ba biết thương yêu con, thứ năm là không có làm bậy làm bạ gì cả. Đó là mình thấy là số bảy số bạ, là cũng dùng chó thường thường số bảy, con ngỗng không bao giờ số bảy. Mà lông tánh của nó là nho nho năm đặc tánh đó đó, mà cái lông của nó là cái lông của nó không đó, mà cũng có trừ được yêu ma, muốn chi mình là người Phật tử mà còn trừ cái gì nữa à, phải không? Nó chưa biết tham sân si, nó chưa hiểu ý thức được, mà còn mình thì hiểu ý thức được, mình có từ tham đằng sân si còn tiêu qua hơn nữa. Mình là Phật sẽ thành, mà mình là người Phật tử chân chánh mà. Đó đó, thầy nhắc lại đó, nhờ giữ giới mà khinh an này, không mong cầu này, an lạc và giải thoát này đó, không đến không đi, không sanh không tử gì cả đó, mình nhờ giữ giới đó, không có đời này cũng có đời sau, khổ đau sanh tử luân hồi đều chấm dứt cả. Do vậy mà thầy nói, do vậy mà có bài kệ chư tăng thêm mà chứng thánh quả điều đó là sanh tử đã tận nè, đã hành nè, những gì đám làm là đã làm, không còn tái sanh trong đường này nữa, trừ khi mà phát nguyện vào đầu độ sanh. Đó thì giờ mình thấy nhờ dự do nó có những đặc tính quan trọng như thế, mình không làm thì tự ủ lắm đó quý vị nghe. Thứ hai đó, nhờ có định ta được làm gì? Ở trong kinh đó, Vipassana đó, nguyên kinh mà nói sư ông vừa rồi, ông Nhất Hạnh nó nói đó, khi mà đọc được nguyên kinh đó ông khóc quá. Nó tuyệt vời quá đi. Quý vị sẽ đọc có thấy mà Vipassana là cái mình dịch là kinh tứ niệm xứ. Mà kinh tứ niệm xứ là Đức Phật dạy gì? Ở trong kinh đó là dạy, thứ nhất là dạy cho người thông minh, dạy cho người da trắng, rồi dạy cho người giàu có, dạy cho người có sức khỏe, mà dạy dạy sứ cu lu, chứ không có dạy từ người đó thực sự là khó. Mà nội dung của tứ niệm xứ là gì? Sư ông Nhất Hạnh vừa rồi ông nói là từng bước đi an lạc, từng hơi thở nhẹ nhàng, đó là tóm tắt như thế. Nhưng mà tóm tắt lại cái một câu mà cơ bản nhất á, Vipassana là gì? Quý vị nhớ là tâm đâu thân đó, thân đâu tâm đó, nhớ câu đó, thân đâu tâm đó. Mà tâm đâu thân đó, ví dụ hôm nay mình đi ngủ mình thấy mình ngủ, hôm nay mình ăn mình thấy ăn, mình chửi lộn chửi xào mình cũng thấy mình, hôm nay mình chửi mình mới hơi sám hối, mình tụng kinh lạy Phật mình biết mình đương tụng kinh lạy Phật, mình nếu cười nhăn răng mình bị cười nhăn răng, mình cái cười sinh chơi ai mình biết chửi đó. Tại vì nó vậy mà thật sự là không phải dễ với em, vì mình sống không có, mình sống như đồng kinh lân nghi mình đâu đây, cái buông cái tâm ra không có kiểm soát được tâm, mình bước đi mình thật sự như mình thấy đó, mình bước đi nhẹ nhàng, mình bước tới mình biết tới, mình bước lui biết lui, mình biết ngủ biết ngủ, cái tụng kinh niệm Phật đó, đó là cái cơ bản nhất của ngồi thiền là vậy. Tâm đâu, thầy nhắc lại là tâm đâu thân đâu tâm đó, đó do cái định mình như thế. Mà do cái định như mình thấy rồi mà mình có mong cầu gì nữa không? Có này có sinh tử luân hồi, mình mong cầu gì nữa? Mình thoát khỏi cái này, thoát khỏi cái này để chi? Để vào đời lại đổ sanh, hai cái nó khác nhau. Mà hiện nay mình bị vô trong cõi này là vì nghiệp, còn mình nguyện vào đời đổ sanh là cái nguyện, hai cái khác nhau quý vị nghe. Ví dụ thầy nhắc ví dụ như thế này này, ví dụ mấy người bị tù tội đó thì vô trong tù tội là cái nghiệp, nhưng mà ông thị trưởng ông giám đốc dùng vô thăm cũng thăm vô cái địa ngục, mà là cái ông quyền hành vô cái người cái địa ngục, vô nhà tù là cái quyền hạ, ông thăm ông khuyến khích người ta, còn cái tù nhân là cái nghiệp,
mà cái là cái nguyện vô thâm, hai cái nó khác nhau. Ở đây mình người Phật tử cũng vậy, trừ các vị Bồ Tát ở cõi đời này đó, nhiều cái vị Bồ Tát thầy thấy các vị Bồ Tát vào đời độ sanh đó, mắc phàm tại thịt mình khinh chê, nhưng mà khi mà đến đời lợi đó, mình mới thấy là mình không dám gì nữa. Nên thấy trong thầy thấy ở trong kinh Pháp Hoa thầy thích nhất cái câu gì, thích nhất cái gì, chỗ ngài thường bất kinh Bồ Tát đó, thấy không, ngài đi lại ngày cái pháp môn của ngài đi lại không à, lại lại cái đó là làm gì, nhắc nhở mình chứ không có gì cả. Ông cũng là thành Phật đó nha, cố gắng tu tập, ông cũng là thành Phật đó nha. Đời người ta nói rồi, ô ông làm gì ông thật đi, ông làm gì ông thật đi cho tôi, rồi ông quăng đá quăng sạch ông đi sao, ông cũng là thành Phật. Đó là cực lấy Đức Phật đó, thường mỗi khi là lấy câu Phật, lấy câu chuyện mình Đức Phật nói đó, ai cũng thể thành Phật được cả, do sự tu tập, do sự tu giáo định tuệ cả. Đó cơ bản này thầy nhắc lại là ai cũng thể thành Phật cả, ai cũng thể tu tập cả, bởi vì cơ bản nhất là giới định tuệ đó, mình thấy phải thấy rõ như thế. Khi mình có định rồi đó, mình thấy là mình thấy nhân quả rõ ràng, cũng không hơn không thua ai cả. Cái mình tới tu tập là chính. Mình cũng nói là ô tôi nay tôi ngồi thiền 3-4 tiếng, không phải cái này tôi nờ khỏi cảnh giới cái này kia. Ở trong Phật cấm nói chuyện đó quý vị nghe, ở trong Phật có cấm nói đó. Nếu mà vị nào mà chưa chứng thánh quả mà nói vậy là Đức Phật la rầy, là đuổi ra khỏi tăng đoàn đó, nó ngồi đến độ vậy đó. Từ khi quý vị mà khi nhắm mắt ra đi đó, thì nói thì ok. Nó vì nếu mà nó trước như thế bị danh bị lợi thôi, không có gì cả. Vì danh lợi nói mình tu chứng thánh quả, tu chứng bậc này bậc kia đến chi, để cầu mong cầu người khác đó lễ lại mình, mong cầu mình có bữa cơm bữa cháo, mong cầu mình có cái áo ấm, mong cầu mình có đủ thứ rồi. Do tham sân si rồi đủ thứ đó lấn lướt người khác, thật sự Phật không có chịu chấp nhận chuyện đó. Chấp nhận khi nào mà khi mình tối nay mình ra đi thì mình như vậy đệ tử như thế. Ở mai thì sư phụ về Phật thì các con ở lại tu tập thêm. Rõ ràng đi nhẹ nhàng. Nên mình thấy rõ ràng các vị mà có định rồi là không có than, không có hơn, không có thua, không được, không có, không có lay động gì cả. Đời sống nó Covid quá trời đó thì thôi, thì cái nghiệp chúng sanh nó vậy. Nhưng đây mình thấy là cái Covid thì nó phá cả tôn giáo, phá chính trị, nó phá được kinh tế, phá học đường, cái gì nó phá nát hết cả. Nội nghiệp của mình là thế. Thì xuyên đây sẵn nói là thời kỳ Đức Phật tại thế có không? Xin thưa rằng có. Rõ ràng cái bài kinh Dược Sư đó, Phật nói ở Visali đó, ở Visali Tỳ Xá Ly, có nghĩa là mình dịch là Tỳ Xá Ly đó, Visali đó là tiếng Ấn Độ đó, chỗ đó rõ ràng cái năm đó bị dịch như thế. Mình nên từ khi mình nói Đức Phật nói kinh Dược Sư là nói từ đó, do nhiều cái chứng bệnh mà thầy nghĩ rằng chắc chắn ở quá khứ có, hiện tại có, mà chắc chắn ở tương lai nó có nhiều cái bệnh dịch như thế này nữa, chứ không phải là đời Đức Phật có mà đời nước này có đâu, mà nó phá cả cái mọi hệ thống của xã hội, giáo dục, tôn giáo, văn hóa, chính trị, kinh tế gì nó phá nát hết cả. Mà người tu tập rồi, rõ ràng mình chấp nhận chuyện đó, chấp nhận chuyện đó mình tu tập thêm. Rõ ràng mình thấy chấp nhận chuyện đó mình tu tập thêm, chứ chấp nhận phải hờn căm thù ghét lên thì cái sự sân hận của mình đốt cháy cả tâm thiên đà thiên thế giới cũng không được gì cả, uổng lắm. Đó mình thấy là mình cũng tham, cũng sân, cũng sân si thì đó tu tập. khi mà có định rồi đó, cái bước đi của bên mình nhẹ nhàng, là không có bôn chung, không có lo lắng gì cả, để bước đi nhẹ nhàng, hơi thở nó nhẹ nhàng, quý vị sẽ thấy đó. Có tu tập đó, có bước đi nhẹ nhàng, rồi có bước đi nhẹ nhàng, hơi thở nhẹ nhàng, rồi như trong kinh Tứ Niệm Xứ Phật vậy đó, Phật dạy đó. Khi mình thở ra, mình thở ra, khi vô mình biết hít vô, khi nó dài mình biết dài, khi nó ngắn biết ngắn, khi cái an lạc mình biết an lạc, khi thở ra thở vô, đó chính là sự tu tập của thiền định, của tứ niệm xứ là vậy. Có là tu tịch thiền định như vậy, định là do đó mà có. Bây giờ mình thấy rõ ràng là mình tu tập được như vậy thì mình thấy đời nó vô thường, thì bây giờ có không, không có, cũng như là ánh trăng với mặt sông thôi, có cũng được, không có cũng được. Mình biết tuổi mình như thế này, đời nó vô thường, rồi cũng phải già, phải bệnh, phải đau, rồi cũng phải chết, nên mình không có sợ gì cả. Mình sợ mong cầu, mình không sợ đi cầu an cầu siêu, mình cũng sợ gì cả. Dĩ nhiên thời kỳ Đức Phật có cầu an cầu siêu mà ít phổ biến, bây giờ mình phổ biến hơn, có nghĩa là
nó tâm chúng sanh nó không có tu tập á, nên có cầu được cái sự bình an. Mình có tu tập thôi để bình an cầu cho nó, cầu cho chúng sanh, chứ nó là mê tín dị đoan. Thầy nghĩ rằng cầu an cầu siêu không phải có gì mê tín dị đoan cả. Theo thầy có mê tín dị đoan có là mình đem cái năng lực của mình giúp người khác. Ví dụ mình con có cái của mình á, mình nó không hiểu biết, nó sợ sệt như thế, mình làm cho nó bình an được không? Như hồi xưa thầy thấy đó, ở nhà quê đó, mấy đứa nhỏ nó khóc khóc một bà già nó, mày khóc ông kệ, bắt mày ông kệ làm ông nào. Có ông kệ nào mà bắt mình vô nín ông kệ bắt á. Thì rõ ràng có ông kệ là để mượn cái đó để mà dụ dỗ con, để mà khuyên con nó ngủ thôi. Bây giờ mình cũng vậy. Cầu an cầu siêu làm cho peace of mind thôi, cứ làm cho an ổn tâm hồn. Mà an ổn tâm hồn là do sự tu tập mình bằng bước sơ cơ đó, cũng phải giáo dục cho họ điều đó, cũng cầu an cầu siêu rồi có chút tình cảm để mà khuyên răn và đem cái năng lực của chư tăng, cũng như trong kinh Vu Lan nói đem năng lực chư tăng mà cầu nguyện thì thầy đó được, không có gì phải mê tín gì đoan. Thầy cũng không thấy thầy thấy có đâu, không có phải là gì mê tín gì đoan cả, cũng có là khoa học cả. Rồi từ cái mình thấy có định rồi đó, giàu có sang hàng danh dự gì cũng được, mình là người Phật tử mà học với nhẫn đầu tiên nữa mà, nên chuyện mà chuyện thị phi này nọ thì cũng bình thường thôi. Mình phải có tu tập mình làm sao cho cái tâm hồn mình yên lặng, tâm hồn cho nó thoáng mát, tâm hồn có sự tu tập mình không có được an lạc, chính là đó. Bây giờ thì quý vị sẽ thấy này, nhờ định đó rồi mới có cái tuệ. Tuệ là gì? Tuệ, ở trong kinh bây giờ thầy thấy đó, khi Đức Phật thành đạo đó, Đức Phật theo cái truyền thống đó thì Hoa Nghiêm Tố Sở Tâm Thất Nhật A Hàm Thập Nhị Phương Đăng Bát Nhị Thập Nhị Niên Bát Gia Đàm Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên, đó là theo đại thừa. Nhưng theo nguyên thủy thì theo thầy thấy đó là Phật dạy, mà Phật dạy cái đạo hạnh trước tiên. Quý vị nhớ những cái bài thuyết pháp đầu tiên này, nếu về nói văn tự đó thì bài Tứ Đế, nhưng mà thầy nghĩ rằng cái bài đạo hạnh đó, bài Oai Nghi đó, bài Vô Ngôn đó mới là bài đầu tiên. Quý vị sẽ thấy không, vì tình Đức Phật thành đạo rồi đó, thương trong thầy mình, độ trong thầy mình mang thầy độ hết rồi, bây giờ độ ai nữa? Độ cho bạn mình, nhóm Kiều Đồng Như là bạn cùng tu ở khổ hành lâm đó. Và đi xuống thì ông nào nói hồi xưa ông Thích Ca uống rượu, mới xin lỗi, uống sữa thì tôi giờ khỏi bỏ ông đi. Nhưng mà Phật không, Phật cũng tìm bạn mà độ. Bây giờ có oai nghi của người nước đi tỉnh đi chững chạc, đi nhẹ nhàng, nó đang êm dịu. Mà Đức Phật thấy đấy, cái từ bi tâm mà phóng ra để độ cho mấy người kia. Đó là mới độ được ông người sách, ông người múc nước, ông người rửa chân, ông nấu tết. Hồi đó mà chưa có bài thuyết pháp nào cả, phải không? Nó bài pháp thuyết pháp của Đức Phật là bài thuyết pháp Vô Ngôn trước hả? Rồi sau mới có bài Tứ Đế. Chứ còn là bài Tứ Đế đầu tiên là cũng đúng, nói về ngôn ngữ cũng đúng. Nhưng mà thuyết pháp Vô Ngôn Oai Nghi Đức Hạnh của Ngài là để cảm hóa được bạn của mình. Đó là bài thuyết pháp đầu tiên. Bài thuyết pháp đầu tiên nữa đó là tri ân. Lòng tri ân của Đức Phật, tri ân thầy mình, tri ân cây bồ đề, tri ân cái chị che nắng che mưa mấy năm trời, chia từ tri ân cái ngọn cỏ rồi các tường thảo để ngồi em để mà ngồi để ngồi để mà tu tập. Thật mình thấy rõ ràng ngọn cỏ cái kia mình Đức Phật cũng còn tri ân, phải không? Mình ở đây người Phật tử phải biết tri ân cha, biết ơn tri cha mẹ, biết tri ân cho thầy, biết tri ân cho bạn, biết ơn cho quốc gia. Mà không phải tri ân, không biết tri ân, thật sự không phải theo thầy, không phải là người Phật tử, mà cũng phải là con người nữa cả. Con người mà ra tại sao không biết tri ân? Mình sống hôm nay là nhờ ai? Nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ quốc gia, nhờ ông bà, nhờ cha mẹ, nhờ mọi thứ trong cõi đời này. Mình phải tri ân nhé. Đức Phật tri ân, còn Đức Phật còn tri ân cây bồ đề nữa cả. Tại sao vậy? Vì ngày đó che nắng, che mưa mà không được. Mình tri ân cây bồ đề chứ. Một tuần lễ mà nó ngồi quan sát cây bồ đề đó, vì nhờ tri ân. Rồi tri ân ông thầy nữa. Bây giờ ở trong vì như thấy đó, ở trong khi mà ở trong trong 6 năm Đức Phật học cái gì, 6 năm của anh đường dài Đức Phật gì học, thầy đầu tiên là Úc Đầu Lâm Phật là gì, là sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền hết. Rồi học tới ma là lại gì, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi vị tưởng xứ hết, mà không có được gì cả, không có được giải thoát. Mà nhưng mà nói phải không có thể phủ nhận được. Học sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, không nếu không học đó thì Đức Phật không thể mà vượt lên được cả. Không vô biên xứ, thứ vô xứ, vô sự, xứ, vô sự, thủy tưởng xứ, nếu không có đó thì vô Phật. Nhờ đạt được cái đó, Phật thấy rõ ràng, đời sống là trung đạo,
rồi sống gì vượt hơn cái đó nữa. Có lòng hướng thọ trong tam đồ lục đạo, rồi cuối cùng cũng phải trở lại con giết cho con gì con bồ chét ở trong lỗ tai trâu nữa. Không có nên, không chấm dứt được sanh tử luân hồi, không chấm dứt được. Mình cũng người Phật tử cũng mong cầu cái gì mà chắc chắn mình tu tập như thế, không cần mong cầu nó sẽ đến đó. Thì đó là giờ đó, cái bài pháp thứ bài pháp đầu tiên đó, nó là oai nghi nè, tình thương nè, rồi sau mà thuyết tập tứ đế. Mà khi mà giảng mà tứ đế tại sao đó, ở trong kinh Diễn Tả nói đó, không có ai chứng thắng quả trừ trừ ngày trừ Trần Như thôi. Tại sao vậy? Đó là nói về ngôn ngữ học mà nói đó, là ai nhã kiều Trần Như, tạo dịch là ai nhã kiều Trần Như là người trong năm, trong cái nhóm không phải năm anh em nhớ nha. Thì thường thường mình kêu năm em Trần Như thì cũng không chính xác lắm, nhưng mà cái nhóm năm người bị cùng nhau tu tập thì đúng hơn, chứ đâu có dòng họ máu mủ gì mà năm anh em. Cái nhóm tu khổ hạnh lắm đó, thì Đức Phật được lòng của nhóm đó. Nhưng ngài kiều Trần Như là chứng thánh quả đức, nên gọi là kỳ ai nhã kiều Trần Như. Mà tại sao mấy người khác làm cái ác bờ thập được ca diếp ma năm, tại sao không chứng thánh quả được? Vì cái này khổ đế đó, khi Đức Phật giảng về khổ đế đó thì rõ ràng ai cũng hiểu cả, nhưng mà nguyên nhân của tập đế đó không ai hiểu cả. Vì hiện nay cái nền ảnh hưởng của Ấn Độ giáo nó đè đến 5.000 năm rồi, mày bị bệnh bị hoạn thế nào kia là bị thượng đế cả. Bây giờ Đức Phật phủ nhận thượng đế, phủ nhận thượng đế mà phủ nhận cái văn hóa tới 5.000 năm, làm sao một sáng một chiều mà phủ nhận được. Nhưng nhờ Đức Phật nói cái từ tâm Đức Phật rõ, phân tích rõ ràng nên cảm nhận được. Rồi sau bài thuyết pháp, thuyết pháp đầu tiên nên chỉ có chứng thánh quả của ai nhà trường nhờ chứng thánh quả. Sau Đức Phật bài thuyết pháp thứ hai, quý vị nhớ bài thuyết pháp thứ hai là nhớ, quý vị nhớ này, bài thuyết pháp đầu tiên á là tứ diệu đế, bài thuyết pháp thứ hai là vô ngã tướng kinh, nhớ nha. Bài thuyết pháp vô ngã tướng kinh á, nghe là Đức Phật vô ngã tướng kinh như vậy. Bây giờ cái do cái dơ cái tuệ tri mà thấy được cái vô ngã mình. Ở này thì nên trong kinh Hoa Nghiêm đó, thầy thấy rõ ràng theo đại thừa thì nói trong kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm ở hiện nay có hai bản, mà nói những gì nó trùng duyên khởi thôi, trùng duyên khởi. Mọi vật trên này ở trong kinh Phật giáo, trong Phật giáo có câu tuyệt vời như thế này: ở mọi đời cõi đời này không có gì độc lập cả. Nhớ một câu, ở đời này mà vô số cõi đời khác, về quá khứ hiện tại tương lai cũng như vậy nữa, ở đời này không có gì độc lập cả. Nhớ một câu gì, cái này cũng nương tựa nhau mà sống cả. Ví dụ mình đây nè, mình có độc lập được không? Mình hỏi là nửa phần mình trong cơ thể mình, nửa phần của cha, nửa phần của mẹ, làm sao mình làm được độc? Mình có ông bà, mình có này có không? Có. Ví dụ như khi mình sanh con, mình giống cha, giống mẹ, giống bên cậu, bên nội có không? Có. Giống nhiều khi giống bà nội, bà ngoại có không? Có. Cái gen được nó liên tục như thế này làm sao độc lập được? Nên ở gì ở đời này nói là không có gì độc lập. Theo thầy nghĩ thì ở gì không có gì, đời này không có gì độc lập, do duyên khởi mà có. Mà thấy duyên khởi rõ ràng mới cái tuệ tri mới thấy được duyên khởi đó. Nên Phật dạy bài pháp thứ hai là vô ngã tướng kinh đó. Nên trong kinh mà Đức Phật dạy ngày lao lao thấy thương lắm quý vị nha, dạy từng ly từng tí vậy đó. Bài vô ngã tướng kinh dạy chứ chưa tăng bất giờ, như sau này là lao lao là sai gì đó, đi tu sau đó cũng dạy vô ngã tướng kinh đó. Vừa dùng cái tuệ tri mà thấy chuyện đó, có nghĩa là mình thấy rõ ràng. Bây giờ thầy cầm nói ví dụ như chai nước đây chẳng hạn, đây chai nước thầy uống đây nè, uống được chai nước này đâu phải như không mà có, phải có nước, nước ở đâu mà có, phải có lọc ở đâu có, phải có máy móc rồi có kỹ sư có rồi có nhân công có. Cái chai là dao đâu mà có, cũng nhựa mà có. Còn cái dán cái bảng này nè, dán hiệu này cũng phải từ dây mà có, từ lá cây mà có. Thì chai nước này, thầy thấy cái chai nước này nó đã là vô số nguyên nhân nó tạo thành được chai nước như thế này. Đó, chừng đó thôi mình thấy là ở cõi đời này không có gì độc lập cả. Nên Đức Phật dạy bài thứ hai là vô ngã tướng kinh, thấy rõ ràng thấy chuyện đó. Mà rõ ràng thấy đường đó là gì, do cái tuệ tri mà thấy chuyện đó. Tuệ tri mới thấy rõ chuyện đó. Nên là mình không thấy, mình nói là Đức Phật hỏi chứ lao là đây phải lỗ tai của tôi không? Chắc chắn không phải lỗ tai của tôi. Lỗ tai của tôi phải giữ hoài chứ sao, nó cũng mất vậy. Không phải của tôi. Không phải, rồi cái này có phải là tôi không? Nói là thầy Đông Tuyên là lỗ tai đâu được, phải toàn bộ con người mới gọi là thầy Đông Tuyên chứ, còn toàn bộ con người gọi là thầy Anh Tấn chứ. Chứ đâu phải lấy một tay gì gọi là một thầy Anh Tấn đâu được, mà nói tay là gì đâu được, hai tay đâu được. Cái toàn bộ
cái body của mình là cái đó. Ví dụ cái nhà cũng vậy thôi, cái nhà đều có mái, nó vách này là đủ thứ. Cái nhà mình thấy rõ ràng cái hàng trăm hàng ngàn cái nguyên nhân nó tạo thành cái nhà. Ví dụ cái xe đi đi cũng vậy, cũng hàng trăm hàng ngàn cái yếu tố nó tạo thành cái xe cũng vậy. Hôm nay mình ngồi trên cái Zoom như thế này nè, đâu phải đi không, mình ngồi trên Zoom này cũng vô số yếu tố nó tạo thành được cái Zoom như thế này, nó nói chuyện như thế này. Nên mình thấy chị duyên khó như thế, thật sự là không có gì mà độc lập qua đời này nè. Giả dụ mình thấy rõ ràng nhờ vậy mình thấy cái gì nữa, có duyên nó đến á thì mình welcome, không duyên đến thì mình say bye thôi. Chứ không phải ôi cha nó khổ quá, thế là mình phải hiểu biết như thế mình không có đau khổ được. Mình hiểu biết như thế duyên nó đến thì tìm đó, mà duyên đi thì từ từ chối thôi, không có gì mà phải thắc mắc chuyện đó cả. Nên mình từ đây, nhưng mà nó là về lý như thế, phải về mình tu tập, mình thấy rõ ràng, mình thấy để chi, để mình không có buông bám làm được cái nhà cũng vậy, cha cũng vậy, mẹ cũng vậy, vợ cũng vậy, con cũng vậy, tiền bạc cũng vậy, không có gì buông bám, có duyên nó đến không đến thôi. Bây giờ mình làm thế nào đời sống hạnh phúc ở đây và bây giờ, và sống đời sống của người Phật tử, mình không sát sanh, không gian tham trộm cắp, mình hiểu bỏ đó, chuyện đó được rõ ràng như thế đó. Mình sống như thế thì thật sự là an lạc và hạnh phúc. Mà an lạc hạnh phúc ngay ở đây nè, theo thầy thấy mấy ngày như ngày Địa Tạng, ngày A Nan đó, rõ ràng ngũ trược nó thế thể tinh nhập á, ngài cần những linh cõi tịnh độ mà ngài an lạc, chính ngũ cõi của đời ngũ trược như thế này mà an lạc nè. Ở trong địa ngục cũng là an lạc nè, chỗ là tịnh độ nè đó. Ở trong rừng sâu cũng là chỗ tịnh độ, chỗ có ao hầm cũng là cái chỗ tịnh độ, chỗ nào cũng trong nhà tù tội đó, nếu người tu tập mình ta thấy chỗ nào cũng là tịnh độ của an lạc cả, do cái tâm là chính. Từ đó mình thấy là mình nhờ cái tuệ tri, mình thấy là các căn nó không có gì độc lập cả, nó không phải tôi, không phải bạn ngã tôi, không phải là tôi cả. Nên bây giờ mình học Phật được quán chiếu cái đó, đó là nó giáo định tuệ, đó là tam bồ la học. Bây giờ như thầy nói đó, xuyên qua vấn đề này, nó nói là mình thật Phật, Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, là cầu. Nhưng mà quý vị muốn trở thành người Phật tử đó, lục tạng này, đứng lên lục tạng của nó phải quy tam bảo mới trở thành Phật tử. Nếu không quy tam bảo không trở thành người Phật tử. Mặc dù quý vị có Phật tánh đó, có tu tập đó, nhưng mà phải làm cái lễ. Nhưng thầy nó nhớ thầy nó đứng lên lục tạng mà nói đó nha. Đứng đầu triết lý thì nó khác. Bây giờ thầy nói là đứng trên lập trường của lục tạng mà nói đó, phải phát nguyện quy tam bảo mà cũng có làm lễ. Nên quy tam bảo có hai lễ. Lễ thứ nhất là quy tam bảo, lễ thứ hai là phải gìn phát nguyện giữ gìn làm đỡ cấm. Đó là cách thời giới thông thường của người Phật tử. Ví dụ như giáo của Phật chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là cho hàng Phật tử tại gia, nhóm thứ hai là cho hàng Phật tử xuất gia. Đó thì đệ tử của Phật đó. Mà đệ tử xuất gia có nghĩa là phải có cái trật tự. Ví dụ vô điệu vô chùa thì như hồi xưa thầy nhỏ đó, thầy điệu vô chùa cũng giữ năm giáo những gì thôi. Nên tu tâm thời gian 4-5 năm gì Đức Phật cho thọ, ông thầy cho thọ sẽ gì giới, mà phải giữ 10 giới như bác quan trai giới của quý vị, mà cái khác cái chỗ là không giữ tiền vàng bạc đó. Đó. Rồi sau lên tu tập một thời gian nữa, tối thiểu đó phải 20 tuổi. Bây giờ thầy nghiên cứu tại sao phải chờ 20 tuổi mới được thọ tại giới. Thứ nhất là cái năng lực và hiểu biết nó có đầy đủ. Thứ hai là có sức khỏe. Thứ ba là có trí khôn ngoan để nhận định chuyện đó. Nên những người nào, tuy nhiên có vài trường hợp những người chưa đủ 20 giới cũng được thọ giới. Ví dụ như ngài Huyền Trang hồi xưa đó, chưa đủ tuổi 20 tuổi cũng được thọ đại giới. Cũng như Phật tại thế có kỳ đó, Đức Phật đi khất thực gặp em nhỏ đó 6 tuổi, hỏi con đâu, con ở nhà con, nhà con nó khỏi không, ở khỏi ta bà này khổ. Đức Phật thấy khẩu khí con bé đó, Đức Phật nó thiện là tỳ kheo. Đó có nghĩa là Đức Phật thấy rõ cái chuyện đó mới là xác nhận tỳ kheo, có nghĩa là nói tóm lại chỉ có Đức Phật mới nói chuyện đó thôi. Chứ còn nói về thọ giới thì phải là bị lục tạng, mà thọ giới thuộc lục tạng, mà lục tạng phải rành rẽ, lục cái gì cũng phải rành rẽ, phải có trước có sau. Ví dụ như Phật tử mà thọ tam quy ngũ giới phải có một sư phụ, phải có một sư phụ, rồi phải có thọ tam quy ngũ giới không có cần tam sư thập chúng, cứ một sư phụ thôi. Lễ thứ nhất là phải phát thọ trì tam quy ngũ giới ra. Thứ hai là tam quy rồi sau lễ thứ hai là phải phát nguyện giữ gìn ngũ giới. Đó là hai cái lễ cơ bản nhất. Mà ông thầy đó, đó là ông thầy cũng thương mình trước khi thời giới đó, có nghĩa là mình cái ví dụ như chai nước này lâu nay mình đứng nước bậy nước bạ đi không có sạch sẽ,
trước khi mình đựng nước uống nó phải xúc cái chai này cho sạch để mình uống. Cũng như vậy, trong đầu mình bất mình lâu nay mình tham sân si giận hờn quá đi, mình bây giờ trước khi mà thọ giới mình xúc cái chai sạch sẽ. Nên khi mình thấy thường thường mình trước khi thọ giới ông thầy ông biểu mình sám hối là vậy đó. Sám hối cái là rửa cái tay cho sạch, rửa cái tâm cho nó sạch, rửa cái chai cho nó sạch. Sám hối là rửa cái tâm cho nó sạch thôi. Rồi mình mới chấp nhận được cái chai này mình như thế này, mình đổ nước sâm vô này, nước yến vô này mà chai nước nó đục ngầu mà nó dơ dáy thì nước yến nó sạch cũng là vô ích, đỏ bỏ chứ không làm gì sử dụng gì được cả. Do đó mình thấy là mình rửa sám hối là rửa cái tâm, rửa cái thân sám hối tức là rửa cái thân, rửa cái tâm cho nó sạch để tiếp nhận cái vật quý báu khác. Đó là lễ sám hối để mà thọ giới như thế. Đó. Còn giới Đức Phật đó, thầy phân tích thầy đó. Giới đó, Đức Phật chia làm hai nhóm, nhóm tại gia và xuất gia. Đó, nhớ là tại gia xuất gia. Tại gia quý vị đây gọi là tại gia có gia đình, có con cái, có sinh hoạt bình thường như thế. Đó. Còn người xuất gia là người đã từ bỏ gia đình mình làm một việc cao cả hơn, hy sinh hơn cơ công hiến đầu mình cho phụng sự chúng sanh. Quý vị còn có gia đình, còn con, còn cái, còn cha, còn mẹ thì làm những đó, chưa làm được chưa xả bỏ được thì mình làm những đó mà làm cho tốt, không gì hơn bằng phát nguyện giữ gìn tam quy ngũ giới. Về sau này thì theo thầy nghiên cứu thầy thấy đó chứ hỏi chứ thời kỳ Đức Phật tại thế có Bồ Tát giáo chưa, thầy xác nhận là có. Thời kỳ Đức Phật tại thế có thập thiện giáo chưa, có, nhưng mà chưa hình thành. Nhưng mà thầy nhắc lại khi mà Đức Phật đó, thầy nghiên cứu thầy thấy đó, thời kỳ Đức Phật tại thế đó giáo có bốn câu thầy biết nghe. Thầy vì nhớ này, không làm điều ác này, cố gắng làm điều lành này, giữ tâm hồn trong sạch. Đó là lời Phật dạy có bốn câu bài kệ đó. Đó thì thầy nghiên cứu thầy thấy là có chỗ nó là 12 năm đầu, có chỗ nó là 10 năm đầu, có chỗ nó là 8 năm đầu. Là gì mình sử dụng có nghĩa là lâu đó người mà phát làm cái gì tâm nó lành quá đi, chỉ nhắc nhở thôi. Cứ nhớ là thầy nhắc lại nè, không làm điều ác nè, cố gắng làm điều lành nè, giữ tâm hồn trong sạch, là lời cho Phật dạy với cái giới đầu tiên đó, 8 năm đầu Phật dạy như thế đó. Mà giờ hỏi chứ cái gì thiện ác là gì, để trong kinh định nghĩa thiện ác luôn định nghĩa là thiện có nghĩa làm được cái gì, ác có nghĩa là mình giữ tâm không làm điều ác. Ác là gì, làm cái gì, nhớ quý vị định nghĩa là làm cái gì hại cho mình này, hại cho người này, hai cho cả hai này, hai đời này nè, hai đời sau là ác, nhớ nó. Làm điều gì lợi cho mình nè, lợi cho người nè, lợi cho cả hai nè, lợi đời mình nè, lợi đời sau là thiện. Đó định nghĩa cơ bản nhất đó. Mà thường thường trong kinh nói là nghiệp trắng nghiệp đen là vậy, trắng cái là thiện và ác nghĩa là đen. Đó nó có định nghĩa thiện ác như thế. Đó rằng nhiều đó thôi, giữ tâm hồn trong sạch là lời Phật dạy. Đó là bài kể ba câu mà là cơ bản nhất. Mà xong 12 năm đầu, vì nay 2 năm đầu ai cũng đành cả rồi sau này, cái luật pháp của Phật cái nữa, có cái nữa quý vị lưu ý này, tệ sanh nó pháp lập, có nghĩa là quý vị gian tham trộm cắp nó mới Phật chế. Chứ nhiều người ta đặt vấn đề nói Phật là bị đại giác mà tại sao mà thấy chúng sanh tại sao không cấm nó sát sanh mà nói khi vô chưa cô vô nó mới sau nó sát sanh mà chế giới. Đức Phật trả lời thật sự tuyệt vời câu này, nó quý vị nhớ lưu ý câu này này. Ông nói đó, nó chưa bệnh làm sao cho nó uống thuốc, nó khỏe mà làm sao uống thuốc làm chi. Cũng như cái nhà mình nó chưa dột á, mình lợp nó mái nó làm chi, nó còn nguyên sơ mình đẹp nó. Hay là áo mình bận nó chưa rách làm chi đâu vá. Khi nào áo rách mới vá, nhà dột mới lợp lại. Bởi vậy là con người tâm nó lành quá thì không cần chuyện đó nữa. Giấu là khi nào có giấu. Nên trong lục tạng nó một câu là tệ sanh pháp lập, tức là xảy ra Phật mới chế. Cái nên trong kinh định nghĩa là cái người đầu tiên á không có phạm giới, người mà giả dụ như không sát sanh không phạm giới, nhưng mà cái nghiệp thì phải trả. Đó, nhớ là trong luật tạng định nghĩa là cái người đầu tiên bất cứ phạm cái gì vậy không phải phạm giới mà là cái nghiệp phải trả chắc chắn. Ví dụ mình sát sanh mình trước khi mình chưa hiểu sự sống nó như thế nào thì mình sát sanh đó là cái nghiệp mình phải trả. Nhưng mà khi Đức Phật từ khi mình phát nguyện thọ trì giới rồi mình phạm giới mình phải trải nghiệm về trải giá về nghiệp, còn phải trải qua cái chuyện mà mình tổn thương cái giới của mình đó. Từ đó có hai cái vấn đề đặt ra như thế. Những người đầu tiên thì không có chỉ có phạm nghiệp thôi chứ không có phạm giới đó. Mà thầy nhắc lại là giới của Phật là tệ sanh pháp lập, nhớ câu này.
Tại sao cái này tình trạng nó xảy ra? Phật có chế. Đức Phật ví dụ nhà không dục, tại sao đồ làm chi? Cái áo đành vẫn bớt quá làm chi? Đó, từ đó câu đó ý nghĩa như thế. Mình thấy đời sống, khi mà đời sống giữ mà giữ giới rồi thấy nó an lạc hạnh phúc, quý vị nghe. Quý vị mình thấy, giả dụ mình thấy cái sứ Bù Tăng không? Nó là Phật tử hoàn toàn, nó ngủ không cần đóng cửa, nó cũng gian tham trộm cắp gì cả. Đó, rõ ràng đời sống nó hạnh phúc lắm. Đời sống hạnh phúc mà an lạc lắm. Nên bởi vậy mình thấy là giới là cơ bản, cứ mà từ Đông sang Tây, từ Nam sang Bắc, quá khứ hiện tại tương lai đều phải giữ giới cả. Mà nếu không giữ giới không phải là loài người, không, nếu giữ giới là không phải người con Phật, mà không nghiên cứu thọ giới không phải là đệ tử của Phật, tạp nhạp thì thôi. Nên bởi vậy đệ tử của Phật cũng bắt buộc, còn cho pháp danh hay không cho pháp danh thì đó là cái truyền thống để mà nhắc nhở mình. Thầy theo thầy nghĩ là để mà mình biết thọ giới thầy nào, năm nào, tháng nào, ghi tên ghi tuổi là theo pháp danh, được thấy hệ thống nó thôi. Cái đó theo thầy không cần thiết lắm, có cũng tốt mà không có cũng tốt, không có cần thiết lắm. Mà cần thiết nhất là mình phải phát nguyện giữ gìn giới cấm, đó là cần thiết nhất. Để nhắc lại nữa là giới đó chỉ là hai giới cơ bản nhất, tại gia và xuất gia. Về sau phát triển đó, giới Bồ Tát là chung chung, nhưng mà chung cũng có một cái, trong chung có điểm riêng mà trong riêng nó có cái điểm chung đó. Giả dụ giới cũng như hồi xưa thầy mới vô trong chùa, thầy cũng bị giữ năm giới như điều thôi, có đâu có chưa thọ, chưa sa di, chưa được thọ mười giới. Khi lớn tuổi cũng 13, 23 tuổi mới được thọ sa di. Sa di cũng gian tham trộm cắp, năm giới đầu cơ bản phải có: gian, sát, đạo, sát đạo, dâm vọng, đó là năm cơ bản nhất. Cơ bản rồi sau thêm mà nè, làm thầy tu không có kẻ lông mày, không kẻ mi, cái mặt gì đó nó không có được kẻ, không phải xì dầu thơm cho thơm tho, cũng phải mà để cho vàng bạc cho khoe khoang, không phải đó. Rồi không được ca mà nhắc, nếu mà mộng không thành thì sao, em ơi, nhúng nhảy nhảy như thế này cũng không được đó. Mình đó là mình không có làm ca hát nữa đâu, sướng hát cái đó. Mình thứ ba nữa, mình phải sống cái vậy, làm sao gì đã Phật có vậy, không ăn chiều rồi. Không ăn chiều có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình từ giờ để tu tập là chính, mình chia sẻ cái phần ăn của mình cho người khác là chính, có từ tâm như thế. Mình sống không phải là tham ăn, nên sống để mà tu tập, chứ không phải sống để mà kiếm cái ăn là cái sống. Nhưng ở Việt Nam mình có câu nó sống để ăn hay ăn để sống đó. Tức là sống nó là mình ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Mà ăn mà giấy mình ăn cũng không thể là ăn. Ăn để sống mà không phải sống để ăn, mình ăn không thích hàng ngàn, vì cái thực đơn là hàng ngàn hàng triệu cái menu mình đã ăn ra hết thứ nọ thứ kia. Cũng nồi canh chua mà canh chua người Nam nó khác, người canh chua người Trung nó khác, canh chua người Bắc nó khác, có đủ thứ. Thì mọi cũng là canh chua mình đủ hình thức khác nhau, thế mới hỏi chứ mình sống để ăn đâu được, mình ăn để sống mới không được. Nó hai cái nó khác, sống để ăn, ăn để sống nó khác. Mình là người Phật tử, mình thấy ăn để sống để duy trì cơ thể này, chứ không phải sống để ăn để tu tập. Định giới của sa di là không có ăn chiều. Thứ hai là không có nắm giữ vàng bạc châu báu. Thầy thấy hồi xưa thầy ở địa rõ ràng mình có mấy chục bạc phải nộp cho ban quản chúng, chứ mình thèm cây cà rem mai, mình thèm cây cà rem, mình thèm hồi xưa ăn cà rem cay đâu, mình thèm cây ăn cay rồi thèm này thèm kia được. Mình làm hư của mình nữa là mình muốn gì cũng được, phải sống cái nề nếp, phải có trật tự từ trên đến dưới, phải nhỏ, phải tuân theo người trên, người trên phải lo lắng cho người dưới. Đó là hồi xưa thầy ở địa là vậy. Cũng có bộ áo quần, cũng không cần phải áo quần phải sạch sẽ là chính, che thân là chính, không phải mày may mặc được chồng chơi áo cao vải dày vải cao phải tốt đẹp, không có. Đó, mình thấy giữ giới về thọ giới, về cách thọ giới và giữ giới như thế. Còn về sau phát triển á thì có giới là giới Bồ Tát giới đó. Bồ Tát giới là đại thừa giới, thượng thừa giới, tối thượng thừa giới, kim cang thừa giới. Giới thì cũng đấy, cơ bản của là cũng sát đạo dâm vọng là chính thôi. Đó, sát đạo, nhưng mà cái này cái tâm là chính, mà cái thương yêu giúp đỡ người khác. Nhưng mà đặc tánh của giới nó có cái này, đặc tánh cái này chỉ trì mà tác phạm, mà tác phạm chỉ trì, nó có cái đó danh từ thật là chuyên môn. Chỉ thì trì có nghĩa là mình không sát sanh, mình đã phát nguyện không sát sanh, mình giữ giữ cái đó là không sát sanh, là mình chính chỉ trì cái là mình trì giới. Giả dụ như giới Bồ Tát cái làm mày phải gặp những người ở năm giới thì không có chuyện đó, chỉ thường thường là chỉ trì là chính, có nghĩa là không được giết người, không được gian tham trộm cắp. Nhưng Bồ Tát giới thì dạy cao hơn chút nữa, có là mà không những không lấy mà còn bố thí làm phước cho người khác nữa. Mà người mình giả dụ Covid như thế này, khó khăn như thế này,
Thì nếu là người thọ tam quy ngũ giới đó thì mình có, mình chia sẻ cái lòng từ bi, chia sẻ cho người khác bữa cơm của cháu thì cũng ok, mà không chia sẻ thì cũng không ra, mà hẹp hòi thôi, nhưng mà không có phạm giới. À, nhất nhất là, nhưng mà khi thọ Bồ Tát giới rồi đó, ví dụ không chia sẻ mới gọi là phạm giới. Ví dụ như mình thầy nhắc lại, khi thọ tam quy ngũ giới nó, ví dụ không có chia sẻ cho ai thì không có phạm giới, nhưng mà lòng mình nó hẹp hòi, nó trái với đạo lý của đạo Phật, không có từ, không có thương, không yêu, không giúp đỡ, trái đạo lý, nhưng mà không có giới, không có răng đậy. Mà giới khi Bồ Tát giới là thấy người nghèo không giúp đỡ là trái cái lương tâm đạo đức của mình, trái cái lòng từ bi của mình, mà còn thêm là trái cái chuyện mà không giữ giới, tức là phải làm nó không phạm giữ giới. Nếu mà chỉ có chỗ là chỉ thì trì, mà tác thì phạm, có chỉ có chỗ là tác là trì mà chỉ là phạm. Tác là trì có nghĩa là mình phải giúp đỡ người khác, mình làm giúp đỡ người khác là mình không phạm, mình giữ giới. Là tác trì mà chỉ phạm, cái là mình không làm gì đó mình có phạm giới đó, tính cách nó giới nó cũng rất rõ như thế đó. Ủa mới đây mà 1 giờ rồi hả? À, thì rồi thì thấy nhau mà nói tóm lại là, thì hôm nay mình thì nói về giới, thì giới là cơ bản đạo đức nhất, mà giới đó, nhờ giới đó mà phát sanh định và tuệ. Mà nói cách mà cách nôm na nghĩa là trong giới có định, trong định có tuệ, trong tuệ có giới, như cái vẻ hình toàn hình tam giác như thế. Mình thấy là nếu mà có nhờ giới như thế đó, có đời sống như thế, mình bình an và lợi lạc. À, mà tương lai đó mình nhờ giới mà các căn nó thanh tịnh như thế, mình không thoát khỏi cái già, mình cái chết, có tam độ lục đạo, mình phải phát nguyện độ sanh. Đúng là tinh thần của giới này. À, nói tóm lại nghĩa là giới nó có Đức Phật chia làm hai, làm chia phân loại làm hai thứ, đó là tại gia và xuất gia. Nhưng mà giới cơ bản là 4 giới đầu cơ bản, dù tại gia xuất gia cũng như cửa không được giác sanh, là cũng gian tham đồng cảm tà hạnh, nó giỏi là cơ bản nhất, dầu tỳ kheo hay là sa di hay là tại gia xuất gia, giới cơ bản nhất. À, vì tại sao giới, nhiều người nói giới rằng bộ không có giới là mình có giới, có là mình đeo bông hoa nó thơm đẹp, nó trang trí nó đẹp hơn, không phải là bị ràng buộc nữa. Giới nhiều người nói mình ràng buộc không, thầy nhắc xác định không phải giới ràng buộc, mà là làm có hoàn thiện tư cách đạo đức của mình càng ngày tốt hơn, làm tâm mình được mở rộng hơn, tâm mình, tâm hồn mình cao thượng hơn, là giới vậy, chứ không phải ràng buộc gì cả. Nên giới đều của Phật chia làm hai nhóm, nhóm tại gia và nhóm xuất gia. Mà cơ bản giới cũng là sát đạo dân phẩm, là cơ bản nhất, dù tại gia xuất gia đều phải giới đó cả. Nhưng mà còn thêm cái chi tiết, giả dụ thì giả dụ đại khái, nhưng mà thế tục đấy là ông quận trưởng, ông tỉnh trưởng, ông giáo sư cũng phải có bằng, có cấp, có nói diễn giảng rồi thế nọ kia, đủ điều kiện để làm giáo sư, đủ điều kiện làm tổng thống vậy đó, cũng mà level nó tương đối nó hơi cao hơn người của giới nè. Thì dĩ nhiên cái người xuất gia thì cái level nó cao hơn người tại gia, vì hy hiến đầu mình cho Phật pháp mà hy hiến ra, nên muốn được có gia đình thì lo con lo cháu rồi nên lo vợ cho chồng lo những đó, không thì gánh nặng ngoài đời ai gánh. Nên bảo vệ là giới đại nhiên, cơ bản giới cũng là 4 giới, sát đạo và mộng là chính đó. Thì hôm nay thì nói sơ về tam vô lậu học và thuyết giới, vì thọ giới, dư giới như thế nào, tâm chất giới như thế nào đó, như thế thì nói hơn 1 tiếng cường không thể nào hết cái chuyện đó nào. Mà nhưng các vị cần nghiên cứu thêm, cần học hỏi thêm để mình trao dồi. Nhưng mà trong định, trong Phật pháp phải có giới, có định, có tuệ, là cơ bản tam vô lậu học. Mà phương pháp nó học như thế nào, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, nhớ đó. Nên nhớ là phương pháp tu học của người Phật, của người Phật tử là văn tuệ, và nghe phải có dùng trí tuệ để xét đoán, là văn tuệ. Tư tuệ nghĩa là dùng cái suy nghĩ của mình, có cái trí tuệ tham gia, là tư tuệ. Tu tuệ đó là mình ăn chay, mình thương yêu, không phải ta nghe cái đầu này, ta nghe đầu kia, mà mình có cái trí tuệ nghe để mình nhận định. Đó là cơ bản nhất Phật trợ giáo, là giới định tuệ. Mà phương pháp cơ bản để tu tập là văn tuệ, tu tuệ và tư tuệ, văn tư tu đó, văn tư tu cơ bản nhất mình phải thực tập theo mới có đời sống hạnh phúc. Mà đời sống hạnh phúc ở đây bây giờ có cái gì mình thấy giữ giới đó, thì theo phương pháp văn tư tu này nó hạnh phúc ở đây rồi, chứ không cần phải lên khỏi trình độ cả, không cần ở đâu lên, tại giây phút mình hạnh phúc trong từng sát na, mình hạnh phúc trong từng hơi thở, mình hạnh phúc trong từng bước đi, hạnh phúc trong từng cuộc sống an lạc như thế. Một đời người có vô số cái hạnh phúc lắm, mình tại sao mình đi làm chuyện đó? Đó thì hôm nay thầy chấm dứt cuộc này, thì quý vị nào có câu hỏi nào thì hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, chúng con kính tri ân lời dạy của Hòa Thượng.
Nhờ vậy mà chúng con có thể áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày cũng như là cuộc sống tu tập. Thì bây giờ thời gian vẫn còn, xin Hòa Thượng cho chúng con đặt vài câu hỏi. Rồi, thầy. Rồi. Dạ. Nãy giờ thì Hòa Thượng có dạy chúng con là muốn trở thành một người Phật tử thì phải thọ tam quy ngũ giới. Vậy thì chúng con có thể đi thẳng từ học giới đến tu giới được không? Nếu mà đi tắt thiếu phần thọ giới thì hệ quả sẽ như thế nào, thưa Hòa Thượng? Nói đứng về thầy, đứng về luật tam mà nói không được. Nói về thầy, nói về Phật tánh mà nói về tánh mà nói, nó có nghĩa là tất cả chúng sanh đều thành Phật đã. Nhưng mà nói về lý và sự thì sự là người Phật tử hay bất cứ ai mà thầy cũng vậy thôi. Họ đi vô điều cũng phải thọ tam quy ngũ giới, cơ bản nhất mình làm gì được. Cũng như đi lính vô với 1 2 3 4 1 2 3 4 rồi nết bò rồi bắn súng bắn đồ kia vô, mày đưa cái súng bên nông mày bắn địch rồi bắn tao luôn, chết luôn đâu được. Có vậy có nghĩa là phải giờ tự giỏi thọ giới, phát tâm thọ giới trước rồi sự mới dựng đó, mới phải bắt buộc là vậy. Nhưng ở trong kinh Đại Bát các bạn nói đó, về lý đó ai cũng thành Phật cả, mới là sự thì phải thọ giới và giữ giới, bắt buộc thì đó phải bắt buộc, không thể đi ngang đi tắt được. Rồi mình có câu khác. Dạ, A Di Đà Phật. Hồi nãy thì Hòa Thượng cũng có chia sẻ với chúng con về Bồ Tát giới. Vậy thì cho chúng con hỏi là khi được truyền ngũ giới cũng như Bồ Tát giới, thì sự nhận giới này có giới hạn trong nhiều đời hay là chỉ một đời? Xin Hòa Thượng giải thích cho chúng con được rõ hơn. Câu đề hay đó. Bây giờ thầy phân tích đó, bây giờ giới đó có nghĩa là trước khi giới giới là thường thường mới ghi, thầy nói tam quy ngũ giới trước, có là muốn quy tam bảo trước, có phải đưa danh sách cho ông thầy nữa cả. Ông thầy phải có trách nhiệm gì, ông sám hối, các con chưa biết gì ông thầy cũng sám hối. Có nghĩa là có duyên với ông thầy trò rồi, mà làm đệ tử không phải tụi mày làm đệ tử tao, ông nói cho tụi mày làm đệ tử tao khổ thêm chứ có được cái gì đâu. Tao đi sám hối cho tụi mày nữa, tụi mày hồi xưa gian tham trộm cắp đủ thứ, giờ tao sám hối để mình xúc của mình cho sạch đó, để mà chứa đựng. Chỉ còn như nãy tao nói ví dụ cái chai nước gì mà các vị mình đổ xăm đổ ý vô đây rồi trong này nhớp như thế này, rồi tôi cũng dục thùng rác thôi làm ra mà uống được. Tức là ông thầy thương thầy được không, lo cho đệ tử, cũng có trách nhiệm tử, cũng sám hối đệ tử trước để mình rửa cái tay cho sạch, rửa cái lòng cho sạch để mình tiếp nhận đó. Ví dụ cái tay con cầm dơ như thế này làm sao cầm bánh mà ăn được, cái đầu con dơ như thế là đủ tham sân si hết, làm sao tiếp nhận cái tam quy ngũ giới được. Đó, ông thầy cũng sám hối trước để mà cứ từng bước một để mà tu tập đó, theo thầy thì phải mà phải làm cái lễ thọ giới. Nói về sự á, phải làm lễ mới là lý á, như trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói đó, là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, đó là lý. Còn sự phải thọ tam quy ngũ giới, phải bạch sư phụ cũng phải như nè. Về đối tượng đó nha, đối tượng phải phát nguyện đó, đối tượng thọ tam quy ngũ giới khác, mà đối tượng của thọ Bồ Tát giới khác, đối tượng của thọ Bát Quan Trai khác khác, đối tượng của Sa Di nó khác. Ví dụ thầy, ví dụ nè, giới sát sanh này, như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị từ đây đến trọn đời không sát sanh có thể giữ được không? Các người phải nói, không phải nói gật đầu, không phải vậy. A Di Đà Phật, con xin phát nguyện, không phải giữ được. Ông mày làm mày cầm mày ta biết mày phát nguyện, mày nói ra lời lục đó, nói ra lời mày phát hứa. Cũng như nói anh yêu em không, nói yêu, chứ nói anh em gì đi không có được. Ra lời lý là vậy, sự là phải có sự mà nói. Không phải hồi xưa không có thầu băng, nhưng mình nói rồi chứng tỏ rằng mình đã phát nguyện như thế, mình phải ra lời đó. Đó với đối tượng quý vị thế này, đối tượng quý vị này trọn đời, quý vị sáng là từ đây đến trọn đời, từ đây có thể là lifetime của quý vị, có thể không có thể nào ai có thể biết cái trọn đời quý vị được nữa. Có trọn đời có thể một ngày được, có ngày một đời một ngày được, có phải trọn đời không, có không? Một ngày giả dụ mình thọ giới chiều mình chết mình đâu có biết, có người 20-30 năm có không? Có cái này trọn đời, thật sự mình phát nguyện từ đây đến trọn đời mình, đến ngày ngày chết gọi là trọn đời. Mà trọn đời đó thật sự là không ai biết được được được. Có thể 40 năm, có thể 50 năm, có thể 3 tháng, 4 tháng, có thể một ngày, có thể một giờ sau cái ra cái xe tê tông cái rằm mình biết đâu được cái nghiệp duyên như thế. Nhưng mà nó có cái giới trong bộ cơ bản là có cái chủng tử của Phật như thế thật sự là tốt. Đó là còn đối tượng sát sanh, quý vị sẽ thấy này, đối tượng sát sanh như nhau đó nha. Từ cha mẹ thánh tăng đền nữa, tức là cùng côn trùng không được sát sanh. Nên bởi vậy mình thấy từ kỳ từ đây mình thấy tại sao chư tăng an cư cái mùa mưa, quý vị có biết không? Khó lắm. Tại sao an cư mùa? Vì mùa mưa là mùa tiềm bản bốn phương, phải không?
mà tiền bảng bốn phương đó là nói về xuất quả của tiền bảng bốn phương. Thì hồi xưa ngày thường thì có một con trùng thì mình đạp có một con trùng chết thôi, mà tiền bảng bốn phương rồi đạp con trùng cái là mấy con chết, càng ngàn con chết đó. Nên bởi vậy thì Chư Tăng nói rằng Đức Phật an cư là rồi cũng dùng lòng từ bi mà dùng muốn giữ giới thôi. Thật sự nữa thì thường là mình nhược tự sát, trong kinh nói là nhược tự sát này, với tao sát này, kiến sát tự hỷ này, có tội, có tội mà còn phạm thêm cái giới nữa. Còn mình đã rõ ràng đây đó, mình thật sự thầy không có đời được, không có sát sanh, nhưng mà thầy có phạm tội sát sanh không? Không có. Nhưng mà tội nghiệp có không? Có. Ví dụ thầy đi, thầy có khi là đạp con kiến có không? Chắc chắn thầy đi phải đạp con kiến rồi. Mình nói thầy sát sanh thì thầy cãi, thầy nói tôi không có sát sanh. Sát sanh khi nằm cố ý mới làm gọi là sát sanh, còn tình cờ không có thể gọi là sát sanh. Đục ở nhà nước, còn đục ở hiện đại của quốc gia hay là tục đế cũng vậy thôi. Giả dụ mình đi xe mình tung người chết á, họ có sát sanh không? Không. Nhưng mà về nghiệp có không? Có. Mình bền bù như thế này, nó lấy bằng lai sinh của mình là đó. Nhưng mà thầy người ta thuê thầy đi ủi thằng cha nó chết đó thì phạm tội sát sanh. Vì thầy trước khi làm thầy nó chuẩn tự, có nghĩa là chia ra là ba đoạn: chuẩn bị, thực hành, và khi hậu quả mới gọi là sát sanh. Nó hậu quả đó. Còn tình cờ thật sự là không sát sanh, nhưng mà nghiệp báo vẫn có, quý vị nghe. Đó, thầy nhắc lại sát tội sát sanh phạm giới thì không, nhưng mà tội thì có. Mình phải trả lại, có thể mình cục cái chân, mình cục cái tay, hay là hư con mắt, hư cái miệng gì, tùy theo nghiệp báo của mình làm ra đó. Nhưng mà đối tượng nó như nhau đó, mà thời gian nó khác nhau. Thời gian khác nhau như này, giả dụ quý vị thọ Tam Quy Ngũ Giới là trọn đời, còn thọ Bát Quan Trai Giới, quý vị sẽ nghe thầy đọc này: như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị từ đây đến sáng ngày, hay là 24 tiếng đồng hồ đó, từ đây đến sáng ngày mai không sát sanh có thể giữ được không? A Di Đà Phật, con xin giữ được. Thời lượng đối tượng sát sanh như nhau, nhưng mà thời lượng nó khác nhau không? Quý vị có nghĩ giữ có một ngày một đêm thôi, phải không? Nó khác nhau. Đối tượng, thầy nhắc lại, đối tượng thì nó giống nhau mà thời lượng nó khác nhau. Thọ Tam Quy Ngũ Giới là suốt đời, thọ Bát Quan Trai Giới là 24 tiếng đồng hồ, mà thọ Bồ Tát Giới thì sẽ nghe thầy đọc này: như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị từ đây đến thành Phật không có sát sanh có thể giữ được không? Tức là từ đây đến ngày thành Phật không sát sanh, thời lượng là vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, mà đối tượng như nhau, thấy không, khác không? Nên bây giờ thọ giới Bồ Tát giới nó có giá trị nhiều hơn, có nghĩa là mình phát tâm từ đây đến ngày thành Phật. Còn thọ Tam Quy Ngũ Giới là chỉ có một đời thôi, còn thọ Bát Quan Trai Giới phải giữ có 24 tiếng đồng hồ thôi. Nó khác nhau. Đối tượng này nhắc là đối tượng nó khác nhau, như thời lượng thì nó đối tượng giống nhau, như thời lượng nó khác nhau. Đó là chuyện mà thọ giới như thế. Vì Đạo Phật. Mình hỏi nữa. Dạ, Vì Đạo Phật. Dạ. Hỏi hay đó. Dạ. Kính thưa ông Hòa Thượng đã cho chúng con hiểu rõ thêm về ngũ giới, thọ Pháp Quan Trai và Bồ Tát Giới có thời hạn như thế nào. Vậy thì dạ, con xin hỏi Hòa Thượng một câu như sau. Chúng con thường nghe là danh từ về giới tướng và giới thể. Thì giới tướng thì con đã hiểu rồi, mà giới thể thì chưa. Vậy kính xin Hòa Thượng có thể giải thích cho con là khi mà mình đi thọ giới thì giới thể được thể hiện hoặc được diễn bày như thế nào để chúng con biết được là chúng con có được đạt. Hay đó. Còn tôi hỏi thêm ít nữa, còn phải bây giới hạnh, giới đức nữa chứ. Hỏi thiếu. Yeah. Giới tướng là giới thể là giới hạnh là giới đức này. Phải không? Nhiều giới lắm. Đó. Mà thầy nhắc lại đó, chữ nho đó, cái chữ giới có nghĩa là cương giới, bờ cõi. Chữ giới này là điều răn cấm, điều đạo đức. Mà thầy nhắc lại, mình thực hành mới có thấy cái giá trị đó. Ví dụ như là giới tướng này rồi mới tới giới thể này. Giả dụ này, thầy nhắc lại là con này: như chư Phật sát sanh, như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị một ngày một đêm, các vị từ đây đến trọn đời không sát sanh có thể giữ được không? Đó đó là giới tướng. Có nghĩa là thầy nói rõ ràng sát sanh là không được, trên thì cha mẹ đến côn trùng sinh vật khác là không được sát sanh, đó là giới tướng. Cái tướng này giới thể, các con có thể giữ được không? Ông thầy đập xuống bàn cái này: A Di Đà Phật, con xin giữ được. Đó là giáo thể. Con nhờ cái năng lực, một cái lời hứa nó vô cùng vô thật sự, nó vô hình, nhưng mà giả dụ con thấy đến khi mà con có giáo thể rồi, con có giết con rắn được không? Vì cái năng lực nó sụt trọt trọn đời, con đã hứa trước Phật, trước Tam Bảo, trước ông thầy sư phụ huynh rồi, phải không? Con như chư Phật suốt đời không gian tham trọng đắp, các vị một ngày đến, các vị từ đây đến trọn đời các vị có gian tham trọng đắp không? A Di Đà Phật, con xin hứa không có gian tham trọng đắp.
Đó, rõ ràng quý vị không, không có cậy thùng quốc xưa của ông thầy mà cũng không vô ăn cắp chuối của tầm bậy tầm bạ qua hay là danh dự qua, nó rõ ràng đó là giáo thể, nó có năng lực phòng hộ. Còn giáo tướng là phải đọc ra, phải hiểu, mới biết, phải có cái hình thái sát sanh như thế nào. Giáo tướng có thể, giáo đức có người này, rõ ràng người Phật tử tại gia cũng có giáo đức. Thầy thấy nhiều người Phật tử nó không sát sanh, đời sống hạnh phúc lắm. Có nghĩa là sao, đời giáo đức và gia hạnh, cái nên nó phát nguyện không uống rượu, không say sưa, thì cái người đức tánh của người nó có tốt không? Pha không gian tham trong thực sự, nó tư cách đạo đức của người nó có, rồi cái giáo hạnh nó có không? Nó có, nó dù cho anh nó tuyệt vời, anh thọ giáo dân ở ngoài đức, bên đức đứa nào cũng dễ thương của nó. Nó dễ thương quá thì rõ ràng nó dễ thương quá thì nó làm vậy đi. Dễ thương như nó không làm, không làm vậy thì được, giáo đức và giáo hạnh nó làm ở đó ghê tuyệt vời như thế. Nó có công dụng tuyệt vời, không những đời này mà đời sau nữa gì, không những quý vị không không sát sanh đời này được hưởng đời này, đời sau nó không có tật quyền, không méo cái miệng gì, không méo cái miệng gì, không đi cà thọt cũng cũng nó mì cái vai nó rụng như thế này, cái chân đi cà thọt quay thô máu được. Mình sát sanh chắc chắc các cổ nhổ lông đập đánh nó quá rồi sự eo ọt mình đến nhờ thầy cầu an, tao bó tay được mày, mà sát sanh quá mày tao cầu an gì được, tao bó tay luôn. Cái giáo hạnh giáo đức đâu có được. Đó là thầy nhắc lại này, giáo tướng, giáo thể, giáo đức và giáo hạnh. Đó, giáo hạnh là cái đạo đức của mình. À, giáo đức là cái hiệu quả của sự giữ giáo như thế. Giáo thể là cái bản chất mình đã phát nguyện trước tam bảo thì có cái năng lực, cái power như thế. Thì rõ ràng mình hỏi cho mày có hiếu thảo với cha mẹ không? Con dạ con hiếu thảo. Đó mình do cái ngôn ngữ hiếu thảo mình nó in trong sâu trong đầu mình. Đó là cái giáo thể mình cũng thể thấy được, nhưng mà nó có tác dụng. Đó là thầy nhắc lại, giáo thể nè, giáo tướng nè, giáo đức và giáo hạnh, nó là vậy. Di Đà Phật. Dạ, Di Đà Phật, con cung kính tri ân hòa thượng. Nhờ vậy mà chúng con biết được là chúng con có đắc giới thể hay không. Tiếp theo đây thì con xin hỏi hòa thượng như sau. Mỗi thì các vị Bồ Tát thọ giới Bồ Tát tại gia thì có ngày tụng giới. Có ngày Bồ Tát riêng các vị mà thọ ngũ giới hay thập thiện thì rất là ít thấy. Như vậy thì số đông Phật tử thọ ngũ giới và thập thiện nên hành trì như thế nào để kiểm soát được sự trì giới của mình có thanh tịnh hay không? Thưa hòa thượng. Đúng ra là Bồ Tát là Upasana, Uposatha, có nghĩa là ngày tụng giới. Ngày tụng giới thầy có viết trong cái lời tựa đó, thầy nói là bất cứ chư tăng ở đâu đó, có chư tăng ở đâu là có Bồ Tát, mà ngày Bồ Tát là gì? Ngày đem lại hạnh phúc, mà người đem lại hạnh phúc đó, thật sự nó truyền miên hạnh phúc đó. Bồ Tát có nghĩa là làm cái dấu hiệu của chánh pháp tồn tại, mà chánh pháp tồn tại đem lại hạnh phúc an vui cho mọi người, phải không? Có nghĩa là mình phải giữ giáo, cái là thật sự quý vị mà vì bận biểu chuyện gia đình, thường thường là Bồ Tát ở trong Phật dạy là một tháng hai lần cái nhắc nhở hai lần. Theo thầy thì thấy ở trong Lục Tạng ghi là trăng tròn và trăng không có trăng, trăng tròn là ngày rằm, còn không trăng là đêm. Nhưng mà qua Mỹ rồi đây không có trăng tròn trăng méo gì cả, lựa thứ bảy chủ nhật mà làm thôi, chứ trăng tròn trăng méo rồi bữa được gặp thứ hai quý vị làm sao mà trăng tròn trăng méo, phải không? Rồi, có thể là mỗi cái là hai tuần lễ đi, thật sự bây giờ hai tuần lễ cũng chưa đủ làm một tháng. Nhưng mà giáo lý của Phật không có gì cố định qua lần này cả. Thế nên cái hai tuần lễ thì thật sự ở Bắc Cali này chư tăng là Bồ Tát là một tháng á chỉ có một lần mà thôi, bởi vì một tháng một lần, mà một lần là ngày thứ bảy thôi. Cái chủ nhật của mấy thầy quay cô cũng đám với tới chùa khổ lắm, thì ít ra phải một lần Bồ Tát là nhắc nhở lại, khuyên khích lại, nên mình nhắc nhở là những mình phát tâm như thế đó. Phật tử cũng vậy, nếu mà mình có điều kiện mình tới, thường thường ở đây Bồ Tát thì có hàng Phật tử tại gia phải nói tam quy ngũ giới trước, rồi nó tới thập thiện giới, rồi tới Bồ Tát giới thì tại trường tới nó tới tỳ kheo được Bồ Tát giới mới tụng chung đó. Thì thật theo thầy thấy đó, rõ ràng thập thiện giới không có, sau này chư tổ mới nâng lên thập thiện giới, nó thành cái giới, chứ thời xưa tại thế Phật có là tam quy ngũ giới có thập thiện giới đó. Thập thiện giới có nghĩa là gì? Thập thiện giới là có nghĩa là sau này chư tổ thấy nó quan trọng quá, là thân tam câu tứ ý tam đó, và thập thiện giới đó là thật sự là nó khó, nhưng mà nâng cao vì thọ tam quy ngũ giới mình lên thọ thập thiện, thọ một Bồ Tát giới nó cao quá thì nó hỏng sự hỏng, nên mới chế ra thập thiện giới, chứ hồi xưa không có thập thiện giới. Nhắc lại như thế, mà rõ ràng mình ở nhà mình đọc lại cũng được.
nhưng mà mình đọc lại không bằng mình đọc lại bằng gì, phải phát nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và phát nguyện không sát sanh, giang tham, trùng ác, vân vân. Đó là Bồ Tát là nhắc nhở lại thôi. Nhưng theo thầy bây giờ thì thời kỳ Đức Phật tại thế thì nửa tháng một lần, nhưng mà theo thầy bây giờ thì ở đây ở Bắc Cali thầy cũng đã dạy là một tháng một lần cũng thật cũng được rồi, mà không phải lửa ngày trăng tròn trong béo vậy, lửa thứ bảy ngày nào mà rảnh rang mình làm thôi, chứ không phải tụi con đi 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 làm từ hai đến thứ bảy mà ra mà mình tới thì Bồ Tát giờ còn chuyện gia đình nữa khó khăn lắm. Mà nếu thầy nghĩ là nếu mà không có Bồ Tát là đem ra mình đọc lại cũng được thôi, tự mình Bồ Tát là Bồ Tát có nghĩa là làm trưởng tịnh, có nghĩa là nhắc nhở mình là trưởng tịnh để nhắc nhở lại mình có đạo hạnh, hay là nhắc nhở mình để mình nhớ để mình giữ gìn thôi. Đó là Bồ Tát có nghĩa là gì? Ubosatha có nghĩa là vậy. Di Đà Phật. Cái Di Đà Phật, dạ cũng kính thưa quá. Này hỏi không nhiều câu hay à? Dạ, mô Phật, kính bạch hòa thượng, giới được Đức Phật chế ra cách đây 2.500 năm. Có những giới bây giờ thì giới Bồ Tát bây giờ thì không có phù hợp với hoàn cảnh nữa. Ví dụ như là giới không nuôi tầm, không nuôi gia súc như là trâu, ngựa, dê, lạc đà, hoặc là không tưới trên đất ruộng tốt. Vậy thì theo hòa thượng thì những giới này mình có thể chỉnh lại cho phù hợp được không? Theo thầy nghĩ đó, bây giờ thật sự bây giờ mấy người mà con có biết làm, con có biết bán sữa không? Sữa là hồi bữa thầy gặp thiền sư Nhất Hạnh đó, thầy có nói như thế này này, câu này cũng hay. Thiền sư Nhất Hạnh đó, ông biết là tăng tu đó, thầy nói trời ơi thôi thì thầy là người bán sữa, thầy đem bán cho con, thầy một lít sữa thầy nguyên chất, con bán sữa con pha được một nước lạnh thầy không nguyên chất, cái pha người khác nữa thành một lít sữa thành nước bọt không chứ có nguyên chất gì đâu, phải không? Nên thầy thầy chủ trương là không phải cục bộ mà thầy chủ trương là cái gì của Phật dạy đó thì cứ để dạy như nguyên thôi, tùy theo cái hoàn cảnh xã hội cái chuyện đó. Mà nhắc lại nhớ này, cái giới là thật sự hoàn cảnh thay vì mình cái gì ở trong Phật là, theo thầy thấy là trong Phật đó nói là trong tỳ kheo là không có cấm hút thuốc, nhưng mà thầy qua bên Thái Lan là một thầy ở bên bên thầy qua bên Campuchia đây mấy thầy hút thuốc quá trời đó, hỏi có phạm giới thì chắc chắn là thầy trả lời là không, nhưng mà có phạm luật của Phật dạy. Phật dạy là trước Phật đã nói chuyện đó là Phật trí tuệ, mà Phật đã giảng dạy chuyện đó rồi, Phật nói là những gì đó xã hội Phật chưa có chế ra thì ta chưa chế ra, nhưng mà cái gì trái luân thường đạo lý là trái thì các vị cũng qua lại giáo cho quý vị giữ. Bây giờ Mỹ đó, bây giờ mà xưa đâu không đâu cấm hút thuốc, bây giờ Mỹ vì có cái LDE để bị hút thuốc, em có chỗ bị hút thuốc mà làm thầy hút là mình phì ra phì vô là cái tư cách đạo đức nó không có. Mình đang Mỹ ta đã cấm như thế rồi, mình đưa lên máy bay mình bị hút thuốc, nó xin lỗi nó bị dập tắt liền, phải không? Vô trong chỗ mà công cộng vô nhà hát rồi chỗ nào mà ngồi bạc kinh chỗ nào thì chỗ này không có gì thì quý vị ok được, nhưng mà Phật dạy rõ ràng là không hút thuốc, mà không Phật dạy hồi lúc bây giờ không có thuốc nên Phật dạy không có vậy. Nhưng mà thầy nói là trái luân thường đạo lý thì Phật nói có một câu thật sự là như cái phạm bổng Phật trùm lên đó ai cũng bị phạm tội hết đó, những đó khác đó thì thầy nhắc lại con. Nhưng mà nuôi tơ tầm vậy đó là một sự sống, mà sự sống bây giờ nó không làm tơ tầm nhưng mà làm chuyện khác mà tổn hại cái sinh vật khác thì mình cũng muốn làm chứ, nó không phải bắt buộc. Giả dụ mình ở trong Phật dạy là không nuôi chó nuôi mèo nuôi heo nuôi chuột ở trong chùa này, nhưng mà rõ ràng ông con chó này bị hấp hủi rồi ông thầy đem về nuôi được không, thì có hoàn cảnh đem về nuôi trong rồi nó đi đâu đem về, con chó nó vô chủ ở Mỹ con chó nó thất lạc có không, chắc chắn phải có rồi. Ông giờ ông thầy nó đói khát một mùa đông lạnh lẽo như thế này, ông thầy nuôi về nó có cái ông đem cái mình cũ nó cho nó đắp hay là đem gì nó cho nó đắp thì được thì thấy nó được, không trái gì cả. Mà cái lòng từ mình nếu không làm thì tốn lòng từ thật sự là không nên, theo thầy thì nên làm, không phải không nên một đối phận, nên Đức Phật dạy là cái gì mà trái luôn thường đạo lý là không được làm, cái gì mà lợi ích cho tất cả chúng sanh thì cũng làm, mặc dầu Phật cũng không có chế vậy. Giả dụ thì Đức Phật đại thế đâu có bắt buộc phải nuôi con chó đâu, nhưng mà con chó nó mùa đông thế này lạc chủ rồi mình phải nuôi về đem chùa cho nó ăn, ai có chuột thì chuột, ai tới xin lại thì mình chó, chứ không phải tới nên tới chuột mình đòi hỏi gì đó không nên. Vì đạo Phật dạ gì đó chồng này hỏi hay quá, nào MC hay quá, hỏi hay quá hơn dạ nữa đi dạ. Kính bạch hòa thượng thì chúng con là người Phật tử tại gia, nếu khi biết mình đã phạm giới rồi thì chúng con có thể làm gì để cho tội chướng được tiêu trừ? Dạ xin chỉ dạy.
Trời ơi, phải phát lộ quá thầy cho nó sư phụ ơi, con nay con tới tìm ăn hồ, con lấy cái đồng hồ được về chia cho sư phụ nữa, con nữa tao tập mình quay chết chia tao nữa mày nữa, ông phát nữa thì sám hối đi được đó, sao là vậy? Có nghĩa là phải thưa lại ông thầy chứ, hay là mình sợ ông thầy quá rồi mình nói sám hối trước Phật, rồi nó thôi con không dám lại, con lén lén trả lại cho nó chứ mà đồng hồ bán chia hai chia ba đâu có được con ơi. Không có, mình cứ lương tâm mình là chính, chứ phải ông thầy đâu, ông thầy đâu mà ông thầy muốn quy y cả hàng ngàn đệ tử, ông để ông đi theo dõi đứa nọ theo dõi đứa kia rồi đứa kia để kiểm soát là không. Đạo Phật tự do, có nghĩa là đạo Phật ta dạy như thế mà phải được làm như thế, chứ không phải tao đứng sau lưng mình tao cầm cái roi mình là đạo Phật tự giác là chính, chứ không phải tao cầm như dây con thỏ tao quyền con giáo để tao cầm cái roi sau lưng con này, mày không được uống rượu tắm được tao tập mày cái chết rồi. Đi theo dõi rồi con được rồi, đám cưới đám hỏi còn đi để thầy đi vô đám cưới đám hỏi làm chi. Nhưng mà cũng phải xấu hổ cái này thật sự, thì Đức Phật cũng cũng luật Phật cũng có khai, với luật Phật cũng có khai giá trị phạm. Giả dụ nó tao con bữa nay con có đám cưới con em tao cũng uống thường thường uống 10 10 10 lon, bây giờ con xin uống 1 lon một con xin thôi, như con nó phải thôi, giờ con xin sám hối Phật nha. Phật nó tao cho mày uống nửa lon thôi nha. Uống 2 3 lon bây giờ cảnh sát nó phạt con liền tại chỗ, chứ còn gì mà ông Phật la lái xe xỉn là nó lấy bằng lái con liền, chứ nên là tổn hại cho con mà tổn hại người khác nữa không nên. Nói tóm lại có nghĩa là mình là phạm giới, mình thấy rõ ràng mình phải phát, mình phải sám hối, mình sám hối trước Tam Bảo, sám hối trước ông sư phụ mình, để ông thủ ông dẫn dầu là khuyên tất sự ông sư phụ nào cũng thương con, mình nói thôi cố con cố gắng này, con cố đừng uống rượu này, con cố gắng đừng đánh bệnh nên con cố gắng đừng chữ bản chi, nó nói vậy phải không, chữ thời chữ tục gì đó nó là vô bổ đừng ý. Nên thầy thấy thầy 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 có cái chùa trên trên Las Vegas đó, nó mới bị ở mà thầy thấy ngoài người 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 mình giao chỉ hai ngón chân cái nó giao vô rồi là giao chỉ, nhưng mà trên Las Vegas hai ngón tay nó bẹt lại vậy con nè. Tại sao biết không? Vì nên đăng bài con 10 ra ra con 9 đâu được thành 21 bù không được, mà che 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 giấu giấu mà mình thổi thôi con 9 ra con 10 con 10 con 9 ra ra con 10 được mà say sưa vô đó làm chuyện tầm bậy không, mà tay là có bẹt ra vậy nên nặng bài tẩy bài quá nên nhiều đầu nhiều tiếp, cái tay nó bẹt ra vậy nữa, không có thể con 10 ra con 9 được đó, không nên. Mà đừng có ham vui, thật sự là thầy mới thấy rõ ràng đạo Phật dạy của người đạo đức mà hạnh phúc lắm, mình từ mình không theo được mình ý tưởng mình nặng bài được con nọ con kia mà hạnh phúc không, không có nặng bài không có hạnh phúc là hạnh phúc, chứ mình nặng con 9 lên thổi thành con 10, nó con 10 thành con 2 đâu được thành 21 bù, nó đâu có được, không có sai, mình tâm nó phan duyên tâm nó tham lam quá rồi nữa theo diện mà không đáng không đúng không mà. Nên cố gắng này nhắc lại là mình có phạm giới mình không có ông thầy mình thì sám hối trước Phật cũng ok, giáo dụng sư phụ mà ông ở bên bên Nga bên đồ vậy mình sao được gọi điện thoại cũng kỳ, thôi thì sám hối trước Phật mà phải thề. Nhưng mà phải thề con nói này thầy có câu chuyện thiếu này con thề vậy, giờ con thề từ đây này, đây con nghe ngó này, con thề từ đây con từ đây về sau con không uống rượu nữa. Ông nói uống rượu say quá đâu, nó thề nó từ đây con không uống rượu nữa, bữa sau uống rượu nữa nó ra mày hồi bữa mày thề là mày từ đây về sau mày không uống rượu. Họ thử hồi bữa thấy con nó từ đây này về sau này con uống rượu, từ đây về trước con uống rượu cho ai cấm đâu, cái miệng trước này uống rượu từ đây về sau đâu uống rượu được, nó mánh láo gì đó. Đừng có mánh láo gì không được, không hiểu không, từ đây về sau tay từ đây về sau chỗ này đâu có rượu đâu uống, mà giá nào gái gái từ đây về sau con uống rượu như từ đây về trước con uống, xạo quá đi. Không có được xạo bóng Phật, xạo bóng mình vậy không được nha. Từ đây về trước là uống được, từ đây về sau cũng uống, tưởng thầy ông thầy cũng thiệt, ông thầy cũng thiệt hiền lành, ông nói thiệt mà thế ra tụi nó xạo mà. Không nên xạo ông thầy vậy đó, từ đây về trước uống, từ đây về sau không, hỏi câu nào nữa là có hay đó. Dạ như là Phật tuy là thời gian cũng sắp hết rồi, nhưng mà hòa thượng trả lời cho con rất là phấn khích, cho con xin thêm một câu hỏi nữa để được chương trình. Dạ cái mặt hòa thượng thì trước khi hòa thượng mà đi học ở Ấn Độ đó, thì hòa thượng từng ngồi rất là nhiều ghế ở nhà trường, giống như là các Phật viện Phổ Đà Đà Nẵng, Hải Đức Nha Trang, Giác Trang Nguyên Sài Gòn, Già Lam, Già Già đúng đó. Dạ. Quảng Hương, Già Lam, Gò Vấp và Đại học Delhi, Ấn Độ. Hòa thượng cũng đã học qua rất là nhiều ngoại ngữ, Hán ngữ, Anh ngữ, Pháp ngữ, Pali và Tiếng.
Vậy thì thầy, trong học chưa thầy học tiếng Đức rồi luôn, Daddy Dad rồi thầy ra nó nghe hồi xưa thầy học ôi tiếng Đức, không à. thầy học tiếng Liên Xô rồi thầy học tới 10 ngôn ngữ chứ chưa. Ô vậy hả, thấy không? Dạ. Vậy thì trong chức Bây giờ vụ tổng vụ giáo giáo dục giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ, thì hòa thượng có điều gì nhắn nhủ đến thế hệ trẻ trong công việc chọn ngôn ngữ thích thích hợp để tiếp cận với giáo lý nhà Phật? Kính thưa hòa rồi thượng. câu đó đây, thầy đi qua bên Âu Châu là 7 lần, đi lên 12 quốc gia rồi. Thầy thấy bên Âu Châu thì thiệt thòi hơn ở Mỹ nhiều lắm. Cả Âu Châu cộng lại là chưa chắc giàu bằng Mỹ nữa các đó. Nhưng mà Âu Châu nó khó khăn cái lắm. Thứ nhất là qua tiếng Hồ Lan là ông thầy làm sao nói tiếng Hồ Lan được. Phải không? Ông thầy nói tiếng Việt, mình Việt là mình làm nói tiếng Hồ Lan. Còn Phật tử, thầy thấy ở bên Phật tử là nói tiếng Hồ Lan được, nói chuyện ăn ở xe cộ buôn bán chứ làm sao giáo lý nó hiểu được, nó phải mưu sinh cuộc sống đó. Thật sự là cái ngôn ngữ mà ở bên Mỹ rõ ràng ngôn ngữ mình ngôn Mỹ thuận tiện nhất là ở Mỹ, tại thấy là ngôn ngữ Mỹ là dùng nói tiếng Mỹ được thôi. Ở Bắc Cali cũng hiểu, mà ở Nam Cali ở tiểu bang khác đều nói tiếng Mỹ nghe được. Nhưng mà ở Âu Châu thật sự là nó chia tới 13 mấy quốc gia, nhưng mà chút xíu không mà nói ngôn ngữ khác nhau không, qua Âu Châu giảng về bắn chết rồi. Nói tiếng gì? Nói tiếng gì thì nói tiếng Đức, thầy học nói tiếng Đức có nói năm ba chữ mà làm sao nó sáng sanh rồi qua tiếng Hồ Lan còn nói cái gì hèm vui rồi nó mày khỏi mình không chứ nói gì được nữa. Tụi con chưa chắc nói tiếng Hồ Lan là giỏi, mà nhờ Phật tử dạy, mấy em dạy cho Phật tử là nói được gì cũng nói Đức Phật sanh tại Ấn Độ rồi sơ sơ vậy thôi, chứ thật sự là khó khăn. Nhưng mà cái thao thức của thầy đó rõ ràng là thầy làm tổng bộ trưởng tổng bộ giáo dục mà từ khi mà qua Mỹ tới giờ 19 năm rồi, mà thầy biết đổi đi, thầy giờ già rồi đổi là mình không có đổi. Thầy nói nhiều khi nói thầy tham quyền cố vị nữa, tớ làm bậc chết chứ tớ tham khí gì đâu có được gì đâu, mà tham tham gì nó làm mệt chết rồi, mình thầy già nữa rồi. Nhưng mà rõ ràng thầy mình cái ngôn ngữ nào là thật sự mình nói là ở Mỹ thì thầy đặc khuyên là ngôn ngữ học tiếng Anh là dễ đó. Bất cứ bây giờ mấy em bây giờ không không, không sợ qua Mỹ, không sợ mấy mấy người Việt nói tiếng Anh, mà sợ mấy em không nói tiếng Việt được. Mấy thầy rõ ràng nhiều thầy nói tiếng Anh lưu loát, có nhiều thầy không học làm sao nói tiếng Anh lưu loát được. Mà thầy nghĩ là có nghĩa là phải ở Đức Phật là thầy Đức Phật dạy trong kinh là nói đi nước nào phải dùng cái người bản xứ nó mà dạy, nó không nó dạy Phật xưa nó đã nói rồi, qua Mỹ phải nói tiếng Mỹ, qua Đức phải nói tiếng Đức, qua nước Hồ Lan phải nói tiếng Hồ Lan, chứ không phải qua Đức mà nói tiếng tiếng Việt Nam mà nói chuyện làm sao nó nghe hỏi ăn nó đâu biết ăn uống là gì. Thật xưa Đức Phật đại thế đã dạy rồi, qua bất cứ nước nào phải dạy bằng ngôn ngữ đó, bằng ngôn ngữ đó thì phải đào tạo người đó, chứ người bản xứ là mới nói chuyện rành rẽ chứ gì. Thầy mà qua ra nói qua nó Hồ Lan nó nói tiếng Hồ Lan giảng pháp làm được, thầy giảng pháp tiếng bằng tiếng Việt thì ok, chứ giảng pháp ngôn ngữ khác thật sự là khó, không có lột, không lột hết ý nghĩa của cái bài đó, thật sự là khó khăn. Không có khó khăn cũng khó khăn, những câu hỏi này không phải là mà không phải một lần hai lần mà bất cứ chỗ nào ai cũng đặt vấn đề đó cả. Thế nên thầy khuyên rõ ràng thì các con cố gắng học Phật, học được bao nhiêu thì dạy cho mấy em bấy nhiêu thôi, chứ không phải thầy đòi hỏi phải dạy hết cả cái giáo lý cho mấy em được cả. Mà thầy thấy rõ ràng ở Trung Hoa qua Mỹ đó cách đây phải 200 năm phải không, nó làm đường sắt đó, bây giờ hỏi cái chùa Tàu làm cái gì, người Tàu người dân nó san sẻ đây thì bất biết bao nhiêu kể, nhưng 200 năm rồi người Tàu nói tiếng Tàu đâu có con rành, nó ở đây nó nói tiếng Mỹ là chính, mà mình không không cập nhật không nói tiếng Mỹ thì cái chùa nào cũng chùa Tàu nào cũng pho xeo cả, đó là cái người Tàu. Rồi người Nhật Bản rõ ràng cũng qua Nhật Bản mở qua cũng đều nhất ở bên Hải Quỳ gì đó, và người Bản nó thay chùa nhiều chùa đẹp lắm, bây giờ nhiều chùa Phật bán, nhiều chùa Phật ở Nhật Bản cũng cũng hiến cũng cho cộng đồng thôi. Bây giờ giả dụ ở Hải Quỳ thầy qua đó thấy đó Phật để mà tới để làm triển lãm đi chơi rồi những cái chỗ kia để buôn bán thì thôi, không có cần lạy lục gì cả. Thật sự đó là cái đầu sót của vị Phật giáo, mà cái đó là cái vấn đề nan giải, không phải bây giờ mà các ngàn năm trước cũng vậy, nhưng mà Đức Phật đã thấy rõ chuyện đó nên dạy bất cứ dạy ngôn ngữ nào tới nước nào phải dạy ngôn ngữ chỗ đó cho xong bản xứ đó, rồi tào đạo dân bản xứ đó mà dạy dỗ thêm, chứ không phải bắt buộc phải mà người khác dạy thì khó khăn lắm. Nhưng mà thiền sư Nhất Hạnh là rõ ràng người Việt Nam, nhưng mà thành công nhất là ngài đã đi qua bên đây, ngài đã dạy tiếng Tây rồi tiếng Pháp rồi dạy giáo lý, là ngài rành rẽ mới đó, ngài mới được thật sự những người đó. Nhưng người Đức, nhưng mà giờ thầy thấy hiện đại bây giờ khỏi cần chuyện đó rồi mấy cái máy nó chuyển ngữ có không, thật sự cũng mình cũng nhờ khoa học rồi thấy đó. Ví dụ giờ dùng dạy cho dỗ mấy em
đứa nào ở Hồi Lan mang tiếng Hồi Lan tần số 4, giờ đứa Đức thì mang tần số 3, đứa Đan Mạch tần số 2, cho nên mình nói một ngôn ngữ mình nó tự nó dịch ra đấy. Đó là cái phương tiện tốt, khỏi cần ông thầy phải học thứ Đan Mạch, chữ Đan Mạch, Đan Mạch chữ nó cũng khó, Hồi Lan cũng khó, mà sao học thuộc vào cả đời chưa hết, nên dạy dỗ giờ có máy nó giúp được như thế, thật sự là phương tiện máy móc để giúp đỡ mình, thật sự là phương tiện tốt, dùng phương tiện để mà giảng pháp, đó là ý kiến của thầy. Còn để mà bắt bắt buộc thầy để mà học ngôn ngữ đó, thật sự vừa lỗi thời rồi, máy nó là giúp đỡ hết trơn rồi. A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật. Kính tri ân hòa thượng. Nãy giờ thì con say mê quá, hỏi nhiều quá, không biết là trong room có ai có câu hỏi gì đến hòa thượng không ạ? Đúng rồi, bây giờ ai hỏi nữa chứ, ông này chắc ông này soạn thảo trước chứ không hỏi câu hỏi, nó đề nghị thì có soạn thảo trước chứ không thể nào mà nghe pháp mà soạn thảo cũng hay đó, chuẩn bị gì cũng hay đó. Quý vị nào trong room có ai hỏi gì hỏi đi, hỏi thêm hai câu nữa đi. Anh Quảng Huệ trong chat có một câu hỏi. Anh đọc được thì nhờ anh Nguyên Mãn hay là đồng đổ đọc hộ, tại vì anh không có thấy được cái dòng chat. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính đảnh lễ Hòa Thượng. Sau đây thì con xin được đọc lên một câu hỏi của Phật tử Nguyễn Ngọc. Dạ, bạch sư ông, trong giới cho người xuất gia, sa môn bất lụy vương quyền. Dạ. Ở Việt Nam thì quý tu sĩ thì có tham gia chính quyền, quốc hội. Thì như vậy thì vị tu sĩ đó thì có phạm giới hay không? Dạ. Rồi, không có phạm giới gì cả. Ví dụ đâu phải mà thời cứ đi lý trần có ai làm cố vấn ông em đó đang chống tàu. Ai làm cố vấn đó? Quân hội ông hoàn hành là gì? Dạy ông điều đó. Rồi mấy thiền sư nào cũng dạy được. Có nghĩa là ông không ra mặt thì được. Có nghĩa là ông dạy dỗ. Ông dạy cái đạo đức của mình, dạy cách làm thương dân cho người. Cũng như Phật dạy hồi xưa tại thế thôi. Phật cũng kêu mấy ông. Mà vua A Xà Thế là ai dạy? Ai dạy? Phật phải Phật dạy. Bimbisara là ai dạy? Đức Phật cũng dạy. Có nghĩa là mình không tham gia trực tiếp nhưng mình gián tiếp được không? Được. Có nghĩa là mình dạy con người không được gian tham đồng cấp, mà dạy Đức Phật dạy là Đức Phật dạy trong kinh nó phải dạy kinh tế, về kinh tế nữa, vì vậy vì nông nghiệp nữa, quý vị nghe không? Có nghĩa là đất phải chia cho dân làm, phải làm cho thế nào, buôn bán làm thế nào, đồng lào đồng ra như thế nào, giúp đỡ mọi người như thế nào, thì có được. Cái thầy nghĩ rằng Bồ Tát giáo làm cho nó được, thầy tác làm chuyện đó, nhưng mà không có trực tiếp thì ok, mà phải chánh đạo mới được, chứ không phải vô đó mình xuôi đầu này xuôi đầu kia đánh người nọ đánh người kia. Ví dụ Tỳ Lưu Ly nên thấy Đức Phật được cản 3 lần, vua đó thấy chưa, đánh dòng họ thích lúc mình bác nó cũng đổ đầm máu không đó, Đức Phật cũng ra can thiệp với nó. Nhưng mà rõ ràng cái người cái duyên nghiệp, cái nghiệp là chính, nhưng mà Đức Phật rõ ràng cũng khó điều chuyển được cái nghiệp chúng sanh. Nhưng mà giờ tu tập theo thầy chủ trương đó là mình thân chánh quyền, mình làm cố vấn thì ok, chứ mà còn trực tiếp thì tôi không thấy cũng tham tham danh tham lợi được cũng hơi khó. Theo thầy thì không có nên, nhưng làm cố vấn thì ok được. Điều đó được, chứ còn tham vô mình để mình tham vô mình bỏ phiếu không được cái bài bạc cái gì, thật sự là cái đó cũng tốt, nhưng mà không nên trực tiếp, gián tiếp thì tốt hơn, làm cố vấn chỉ đạo ở sau thôi. A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật, chúng con kính tri ân hòa thượng đã giải nghi cho chúng con. Dạ, cảm ơn câu hỏi của đạo hữu Nguyên Ngọc. Mình hỏi con nữa rồi nghỉ con. Dạ còn có hỏi nào nữa không ạ? À? Hỏi con nào nữa đi nghỉ. Quý vị còn câu hỏi nào nữa không ạ? Có thể là hỏi thẳng trực tiếp với Hòa Thượng, hoặc là chúng ta chat lên để cho kỹ thuật viên sẽ đọc lên cho Hòa Thượng. Dạ, nếu không còn ai còn câu hỏi thì cho câu hỏi một câu. Rồi, hỏi dạ, câu hỏi. Thì con có những người bạn, họ chưa phải là Phật tử nhưng mà không dám thọ giới vì là sợ giữ giới không được sẽ mang tội. Vì cho rằng là khi mà mình có giới mà mình không giữ được giới thì sẽ không tốt. Vậy thì xin Hòa Thượng giải thích là cho một lời khuyên cho bạn của chúng con là có nên thọ giới hay không. Bây giờ là Phật. Câu đầu tiên này nói là nên thọ giới. Ví dụ giờ xưa mình, giả dụ như mình là ở trong kinh Phật dạy là giới là biệt biệt giải thoát, ví dụ 5 giới cấm của Đức Phật đó, giờ mình
rượu chè cờ bạc quá thì mình giữ phát nguyện giữ bốn giới cấm cũng ổn được, cũng được, cũng trở thành người Phật tử, nhưng mà đừng có quá, phải giữ năm giới, còn giữ phải giữ gì ra phải bốn giới chứ, mà còn giữ mà còn ba giới phạm, còn giữ hai giới ta no cút đi, không có cho dở. Có nghĩa là mình là người giết heo giết bò trâu bò thì mình thật sự ông thầy cũng khuyên sự sống nên làm một nghề khác, rồi có người lý luận người khác như thế là làm nghề sống rồi có thịt đâu ăn, thì cũng có người khác thật sự trong xã hội nó liên hệ chằng chịt như thế này nè, chằng chịt như thế này. Ở trong kinh Phật dạy có hai cái nghiệp, nghiệp thiện và nghiệp ác, nhưng mà hắc nghiệp và bạch nghiệp đó, làm cái gì mà tổn hại cho mình, tổn hại cho người, tổn hại đời này, tổn hại đời sau là ác. Người làm gì lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho đời này, lợi sau là thiện. Giả dụ mình cũng uống rượu say sưa, rõ ràng mình lợi cho mình phát nguyện, mà rõ ràng mình có cái năng lực để hoàn, tại sao nó mình để làm hoàn thiện tứ cánh người tốt, thật sự là người công dân tốt, người con tốt, người chồng tốt, người vợ tốt, mà tại sao mình không làm, mình u mê quá, mình không hiểu, mình thật sự là giáo cấm không phải là để mình xô mình đẩy mình xuống hầm xuống hố, mà giáo cấm để làm biểu ước cho mình là người tốt đẹp, người công dân tốt, người chồng tốt, người vợ tốt, người con tốt, có người hiếu thảo, có được không? Chắc chắn là do là làm cái tư cách đạo đức con người, mà tại sao mình từ chối đi? Mình điều quan cái mình tham quyền của mình, tham quá là mình sân si, mình u mê quá, mình không từ bỏ được rượu, từ bỏ được rượu chè, mình từ bỏ gian tham trong cách ta đã có nước này, cái nước này ta ăn, ta có cơm ta ăn, mà cơm canh ngon là như thế này, mà ăn đồ cung cháy đồ cặn bã như thế mình thấy ngon là sao? Cái tham sân si nhiều đời nhiều kiếp đâu quá, nên bởi vậy phải sám hối trước mới được thọ giới, trong sạch cái bàn tay trong sạch mới giữ được giới. Nhưng thầy khuyên rõ ràng, nhưng mà giả dụ như anh say xỉn quá đi thì anh thì thọ giới thầy cho thọ giới, nhưng mà giữ bốn giới cũng được, ok, nhưng mà tối thiểu là cũng phải là ba giới hơn một nửa, chứ không phải năm giới trong giới cấm của người Phật tử thì hai giới thì được, nhưng mà ba giới lấn qua bên này có chưa được nữa thì thầy trong luật Phật không cho phép. Giả dụ sang gian tham trộm cắp này nọ, ba năm giới thì hai giới thì say xỉn là nói tầm bậy tầm bạ thì ok, nhưng mình đừng chửi báo, thật sự mình chửi báo là mất tư cách đạo đức của mình, dơ cái miệng của mình, dơ cái tâm của mình, dơ lỗ tai của người khác đi. Một người nói tầm bậy là dơ cái miệng mình, phải không? Chữ thề là dơ mình rồi, cái tâm mình cũng dơ, lỗ tai người khác nó cũng dơ, rồi hàng xóm môi trường người khác nó cũng dơ theo. Thật sự mình người ta dạy dỗ như thế, tại sao mình phải làm như thế? Uổng cuộc đời đi, mất cuộc đời này làm sao mình nghe cuộc đời khác, tìm thang cuộc đời khác để mà ấy. Tới chỉ con đường hạnh phúc, con đường thênh thang, con đường an lạc không làm, mà làm chuyện tầm bậy tầm bạ thì rất rất thương tâm. Đang những người nghề đó u tối, mình cần thầy không thương, thầy không giận người đó, thầy càng thương người đó hơn. Nên cái nghề này địa tạng ngày mới vô địa cục, ngày lăn lộn người đổ mấy thằng không có đời, không giữ gió, ông vô nó tao chán tụi mày quá, thằng dạy không nghe, giờ tao cũng khổ vô đây này. Thầy mà vô làm địa tạng tao nói tao cũng khổ, tụi cũng giá khổ tụi mày mà ra khá, tao vô đây tao cũng khổ chết. Đó thì nói là nó tiếu vậy chơi, chứ mấy ngày địa tạng là vô đó địa ngục gì cũng có là tịnh độ cả. Tại vì Đà Phật đó, câu hỏi hay đó. Dạ, vì Đà Phật, câu hỏi vừa qua cũng là câu hỏi kết thúc chương trình học pháp của chúng con với Hòa Thượng ngày hôm nay. Vì Đà Phật, chúng con cung kính tri ân Hòa Thượng đã từ bi giảng dạy, giải đáp những câu hỏi về đề tài giới, học giới và tu giới. Hòa Thượng cũng dạy cho chúng con tam vô lậu học, giới định tuệ để áp dụng trong cuộc sống tu tập. Giới được xem là thức ăn, nước uống để bổ dưỡng cho pháp thân. Giới luật cũng như trồng con mắt của chính mình. Vì thế nên chúng ta phải cẩn trọng giữ gìn. Giới luật còn là mạng mạch, là nhịp đập của con tim. Nếu ai khéo hộ trì giới luật, xem giới luật là thầy dẫn đường đi trong đêm tăm tối vô minh, thì người đó một ngày một tăng, một thăng tiến, thăng hoa trong cuộc sống tâm linh. Và trước khi kết thúc chương trình, chúng con xin y giáo lời, y giáo phụng hành lời dạy của Hòa Thượng, và kính chúc Hòa Thượng pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự chống viên thành. Và sau đây chúng con xin sư ông, xin Hòa Thượng hướng dẫn chúng con hồi hướng để kết thúc chương trình học Phật của chúng con. Vì Đạo Phật, cho mình các tâm niệm Phật. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúc quý con ngủ ngon nha, bên thầy để chuẩn bị ăn trưa. Như Đạo Phật. Yeah.
À, con chúng con kính chào sư ông, chào Như hòa thượng.